chương 71 Mưa gió đêm trước Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cách một tháng sau, ngày hôm đó, Phùng Dụ Trân chợt nhớ tới đại quân xuất chinh trước một nguyên phủ sau cùng cái kia tạm biệt, suy đi nghĩ lại, liền phái người mời Ninh Đại Phu tiến cung. Ninh Đại Phu bước chân đi thông thả tiến đến, lấy râu ria xem xét nàng cả buổi. Phùng Dụ Trân bất đắc dĩ. Nhìn cái gì nhìn? chẳng lẽ lại một đoạn thời gian không thấy, liền người đều sẽ không nhận. Ninh đại phu cười híp mắt nói, làm hoàng đế, quả nhiên cùng đương thái hậu lúc ấy có chút không đồng dạng, khí phái này ngược lại là càng thêm có thế dọa người. Phùng Dụ Trân cười nhạo, nơi nào, không phải vẫn không có thể đem ngươi lão đầu tử này cho hù dọa a? À? Lão đầu tử đều tuổi đã cao, cái gì việc đời chưa thấy qua, sao có thể tùy tiện bị người hù dọa? Ninh đại phu đại đại liệt liệt tại cung nhân dọn tới trên ghế ngồi xuống, khoát khoát tay không lắm để ý trả lời. Phùng Dụ Trân đánh giá hắn một hồi lâu, mới gật đầu nói. Lão đầu tử thể cốt cũng là còn có thể. kia là tự nhiên. Tuy nói thầy thuốc không từ y, nhưng đem chính mình điều dưỡng đến càng tốt hơn một chút hơn luôn luôn không thành vấn đề. Phùng Dụ Trân lại nói. Nghe tin cho nói, người cái kia tiểu đồ đệ y thuật cũng là coi như không tệ lão đầu tử ngươi cũng coi là có người kế nghiệp ninh đại phu đắc ý lên râu ria cái gì gọi là danh sư xuất cao đồ đây cũng là sư phụ hắn ta y thuật thiên hạ đệ nhất thân là đồ đệ y thuật lại có thể nào so người khác kém phùng dụ trân gật đầu trả lời nói có lý ninh đại phu có chút ngoài ý muốn vốn cho rằng đối phương sẽ cùng dĩ vãng mỗi một hồi như vậy cùng mình tranh cãi không nghĩ tới lúc này ngược lại là không có hắn có chút không quen. Ngươi đột nhiên như vậy tán đồng ta, cũng làm cho người toàn thân không được tự nhiên. Phùng Dụ Trân buồn cười, lão đầu tử này liền là thiếu, một ngày không bị đổi vài câu cũng không được tự nhiên. Trẩm Nguyên cũng không tin, bất quá đoạn thời gian trước chu quý trừng bệnh đến như vậy nghiêm trọng, toàn bộ thái y viện đều thúc thủ vô sách, Trẩm cũng đã sớm làm xong đau mất hiền thần chuẩn bị tâm lý, nào nghĩ tới ngươi vừa ra tay, liền đem người chữa lành thái y viện triệu tập chính là khắp thiên hạ y thuật cao minh đại phu nhiều như vậy thái y đều không kịp nổi ngươi một người xưng ngươi một câu y thuật thiên hạ đệ nhất cũng là không tính quá ninh đại phu nơi nào nghĩ đến đúng là dạng này nguyên nhân nhất thời giật mình thần sắc có mấy phần ngượng ngùng ánh mắt càng là chột dạ đến không dám đối đầu nàng còn tạm được cũng không phải không phải nghi nan tạp chứng gì xác thực không phải nghi nan tạp chứng gì bất quá là muốn từ diêm vương trên tay cướp người thôi phùng dụ trân lại nơi nào nhìn không ra sự khác thường của hắn trong lòng lập tức lột bột một chút chẳng lẽ lại một nguyên phủ thân thể coi là thật còn có cái gì mặc kệ như thế nào ngươi cứu được chu quý trừng cũng là thay đại lương lưu lại lương đống chi tài đây đều là sự thật không thể chối cãi lần này chu quý trừng xuất chinh nếu có thể lại vì đại lương mở rộng bản đồ ngươi cũng nói cũng là thiên đại công lao. Nàng bất động thanh sắc nói. Ninh đại phu bị nàng nói đến càng thêm không được tự nhiên, trong lòng càng là âm thầm phát khổ. Lão phu cả một đời đều chưa từng nói qua cái gì dối, lần này thế nhưng là bị cái kia họ chu tiểu tử hại thảm. Nói đến, năm đó nếu không phải đến ngài xuất thủ cứu giúp, trẫm chỉ sợ sớm đã đã mệnh tan hoàn tuyền, lại nơi nào sẽ có hôm nay. Trẫm mặc dù trên mặt chưa từng nói cái gì, chỉ là trong lòng từ đầu đến cuối ghi nhớ lấy ngài lần này ân tình vốn nên nên yên tâm thoải mái tiếp nhận nữ đế nói lời cảm tạ có thế bởi vì trong lòng có quỷ nên đại phu tâm càng thêm hư đến không được không được tự nhiên xê dịch cái mông cái kia không đáng cái gì bất quá là thân là thầy thuốc bổn phận mà thôi đối với ngài mà nói khả năng thật là không tính là gì nhưng đối trẫm mà nói đây chính là thiên đại ân cứu mạng ninh đại phu cười ngượng ngùng vài tiếng thiên hạ đệ nhất thần y cái danh hiệu này lúc đầu đã sớm hẳn là cho ngài kéo tới hiện tại cũng là trẫm chi tội nữ đế mặt mũi tràn đầy thành khẩn lại nói không đợi hắn phản ứng nàng lại phân phó linh lung nói chuẩn bị văn phòng tứ bảo ninh đại phu giật nảy mình kém chút liền từ trên ghế nhảy dựng lên chuẩn bị cái gì văn phòng tứ bảo ngươi muốn làm gì tự nhiên là ban thưởng ngươi thiên hạ đệ nhất thần y bản hiệu a phùng dụ trân một mặt chuyện đương nhiên trả lời đừng 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 tuyệt đối đừng tuyệt đối đừng tục ngữ nói sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân lão phu mặc dù y thuật cũng được nhưng nếu xưng là thiên hạ đệ nhất vậy chính là có chút không biết xấu hổ bệ hạ vẫn là tha lão phu đi ninh đại phu vội vàng ngăn cản danh hào này hắn mặc dù giống như suy nghĩ kỹ nhiều năm nhưng là nếu là bởi vì cứu trở về Thái Y viện đều cứu không được Chu Đại Nhân, lý do này, mới thu hoạch được tên này hào, vậy thì cái gì mặt mũi cũng bị mất. Đến lúc đó, hắn cũng không phải là cái gì y thuật thiên hạ đệ nhất, mà là nói dối không muốn mặt thiên hạ đệ nhất. Ngài quả thực quá quá khiêm tốn hư. Ngài dạng này y thuật nếu như chỉ là cũng được mà nói, cái kia đến làm cho thiên hạ bao nhiêu đại phu xấu hổ a Phùng Dụ Trân Trân Thành nói lại phân phó linh lung mài mực, một bộ liền muốn đề tự ban thưởng biển bộ dáng. Đừng đừng đừng, bệ hạ, thật đừng, tuyệt đối đừng. Ninh đại phu dọa đến đặt môn bắn lên, vô cùng lo lắng sông phụ cận, liều mạng dắt phùng dụ chân ống tay áo. Vậy làm sao có thể làm đâu? Rõ ràng ngài y thuật cao minh như thế, đều có thể đem toàn bộ thái y viện đều cứu không đến chu quý trừng cấp cứu trở về, liền sông điểm này, thiên hạ này đệ nhất thần y danh hào bỏ ngươi kỳ ai. Phùng dụ trân mặt mũi tràn đầy không đồng ý, làm bộ liền muốn đặt bút. Ninh đại phu gấp, thốt ra. Không có cứu trở về, thật không có cứu trở về. Phùng dụ trân trong lòng máy động, buông xuống trong tay hào bút, một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía hắn. Ninh đại phu, ngài lời này coi như qua, như vậy một người sống sờ sờ đứng tại mọi người trước mặt, trước đây không lâu còn phụng chỉ xuất chinh, sao có thể nói không có cứu trở về đâu ninh đại phu vỗ vỗ miệng của mình bảo ngươi xúc động bảo ngươi lắm miệng phùng dụ trân gặp hắn không chịu nói cũng không ép một lần nữa cầm lấy hào bút tại linh lung đã vì nàng trải rộng ra dưới giấy rơi xuống thứ nhất bút gặp nàng thế mà còn là kiên trì muốn đề tự ban thưởng biển ninh đại phu khẩn trương đoạt lấy của nàng hào bút lại cắn răng một cái dứt khoát vò đã mẻ không sợ sức là thật không có cứu trở về chớ nhìn hắn lúc này có thế đi có thế chạy, cùng người bình thường đồng dạng, kỳ thật, đều là cầm còn sót lại mệnh chất đống. Phùng Vũ Trân sầm mặt lại. Đây là ý gì? Việc đã đến nước này, cũng không có cái gì tốt giấu giếm, Ninh Đại Phu thở dài, liền đem ngày đó một nguyên phủ đến đây tìm hắn sự tình một năm một mười địa đạo tới. Cuối cùng mới nói. Phương pháp này xét đến cùng, cùng bồ đòi mạng cũng không cách biệt cái gì, ngày đó lão phu liền một khuyên lại khuyên, đạo lý càng là giảng một trận lại một trận, làm sao họ chu tiểu tử kia quả thực là khư khư cố chấp, chỉ nói, cùng như cái phế vật đồng dạng cẩu thở tàn duyên, chẳng bằng đầy đủ lợi dụng này thân thể tàn phế, vì đại lương, vì thái hậu làm cuối cùng một phen sự tình. Hắn đều nói đến phân thượng này, lão phu còn có thể có cái gì biện pháp, cũng chỉ có thể liền hắn chi nguyện. Phùng dụ trân triệt để ngây ngẩn cả người, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại kinh ngạc nhìn hỏi vậy hắn bây giờ đến cùng còn có thể sống bao lâu cũng liền một năm này chuyện ninh đại phu thở dài một tiếng phải không cũng liền một năm này a à, cho nên là bởi vì đã từng trải qua nằm tại trên giường bệnh bất lực cho nên lần này tình nguyện sống ít đi mấy năm cũng không muốn nặng ngược lại vết xe đổ a à. Phùng Dụ Trân trong lòng tràn đầy phức tạp, nghĩ đến đã lao tới biên cương người kia. Cho nên khi nhật của nàng cảm giác không có phạm sai lầm, hắn tạm biệt, đúng là vĩnh biệt. Hắn biết lần này đi lại không đường về, cho nên sớm tạm biệt. Thật lâu, lâu đến Ninh Đại Phu đã rời đi, trong điện đốt lên đèn, nàng mới lẩm bẩm. Cho nên, bệ hạ, ngươi trọng hoặc một lần, đến cùng là vì cái gì? Ở xa biên cương một nguyên phủ lại nơi nào nghĩ đến, trong cung phùng dụ trân, đã từ ninh đại phu trong miệng lừa dối ra chân tướng. Bất quá hắn chính là biết, cũng cái gì đều không làm được. Ngô quốc cùng Trần quốc mặc dù thực lực so sánh với trước Bắc hạ yếu nhược, nhưng hai nước liên hợp lại cũng là không thể kinh thường. Đại lương quân đội mặc dù lấy được trận đầu thắng lợi, nhưng là tướng sĩ thương vong, lại so với hắn đoán chừng phải yếu lược nhiều một ít. Kinh nghiệm xa trường thượng quan viễn, tự nhiên cũng phát hiện liên quân thực lực, tự hồ so trong tưởng tượng mạnh hơn. Hắn không dám khinh địch, liền lập tức triệu tập bao quát quân sư Chu Quý Trừng ở bên trong các tướng lĩnh, thương lượng sách lược ứng đối. Hổ nữ làm xong sự tình đến tìm sư phụ thời điểm, liền vô hụt. Nàng cũng không thèm để ý, gặp trên thư án có chút loạn, dứt khoát liền thay một nguyên phủ thu thập. Tại Chu Phủ, nàng cũng là thường xuyên giúp sư phụ thu thập thư phòng, cho nên lần này cũng không ngoại lệ hành động lên trên thư án tản ra một bản binh thư nàng nhận được đều là ngày thường sư phụ thường xuyên lật xem cái kia một bản không nghĩ tới lúc này xuất chinh sư phụ còn đem bọn nó mang đến ra chiến trường còn mang binh sách đây coi là không tính là một loại hình thức khác lâm thời ôm chân phật đâu nàng một bên tranh mảnh nghĩ đến một bên đưa tay tới đem lật ra sách khép lại lại lơ đãng nhìn thấy sách trang cuối chỗ tựa hồ kẹp lấy một trang giấy nàng thuận tay rút ra tờ giấy kia triển khai xem xét lập tức liền ngây ngẩn cả người chỉ gặp tấm kia giấy thật mỏng bên trên viết đầy cái này đến cái khác trân chữ nhìn trang giấy cùng bút tích rõ ràng đã có không ít năm tháng trân nàng không phải không biết vì tục danh chính là dụ trân tại đại lương nàng tin tưởng không người nào dám viết cái tên này cũng không có người sẽ tràn ngập một trang giấy trân sư phụ hắn đến cùng là mang dạng gì tâm tình viết xuống này đầy giấy, trân, chữ, hắn đối gì, lại có như thế nào cảm tình? Tâm tình của nàng có chút phức tạp, đem tờ giấy kia nặng lại xếp lại thả lại chỗ cũ. sư phụ nếu là đối gì mang như vậy sâu cảm tình, vậy hắn những năm này, trơ mắt nhìn trường minh hiên bọn công tử tới tới đi đi, này trong lòng đến có bao nhiêu khó chịu a? À? liền ngay cả nàng người ngoài cuộc này, đều thấy tương đối rõ ràng, vì trong lòng chỉ có đại lương chỉ có đại nghiệp, không có nửa điểm nữ tư tình. Cho nên, sư phụ lần này tình ý, là chú định không chiếm được hồi báo. Nàng nghĩ, đại khái sư phụ vô cùng rõ ràng điểm này đi. Cho nên những năm này một mực che giấu đến tốt như vậy, nếu không phải nàng ngoài ý muốn thấy được tiết lộ tâm tình của hắn đầy giấy, trân, chữ, chỉ sợ nằm mộng cũng không nghĩ ra, nàng kính trọng nhất sư phụ, thật sâu luyến mộ lấy nàng đồng dạng kính trọng gì. Lúc nhỏ, nàng một mực hy vọng chu thúc thúc là của nàng cha vì là mẹ ruột của nàng mặc dù về sau biết của nàng cha ruột cũng không thích nàng mẹ ruột của nàng giống như cũng không chờ mong nàng nhưng là nàng cũng không thèm để ý dù sao nàng có trên đời này tốt nhất gì cũng có trên đời này tốt nhất chu thúc thúc nàng thở một hơi thật dài mặc dù nàng là rất hy vọng hai cái này nàng đồng dạng kính trọng trưởng bối cuối cùng có thể đi đến một chỗ nhưng là những này cuối cùng bất quá là hy vọng xa vời. Nàng không thể là vì kính trọng sư phụ, đi miễn cưỡng nàng đồng dạng kính trọng gì. Nàng rầu rĩ không vui đem án thư cùng trong doanh trướng bàn cái bàn ghế dựa đều trà sát một lần, khi nhìn đến cái kia quen thuộc khóa lại đàn một hộp gấm lúc, lao động tác dừng một chút. Cái này hộp gấm, nàng trước đó tại chu phủ thư phòng thấy qua vô số lần, chỉ biết là bên trong đặt vào chính là sư phụ bảo bối nhất đồ vật, ai cũng không thể đụng vào, ai cũng không dám đụng nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ không nghĩ tới sư phụ lúc này xuất chinh cũng tương tự đem nó cho mang đến giờ khắc này ở đoán được sư phụ đối gì tâm tư sau nàng nghĩ bên trong đặt vào có thể hay không cũng là liên quan tới gì đồ vật đâu đương nhiên nàng cũng liền chỉ là suy đoán một chút cũng không có nghĩ qua thật mở ra xem đem trong doanh trướng thu thập một lần cũng không thấy một nguyên phủ trở về tính toán canh giờ cũng nhanh đến nàng cái kia một đội tuần doanh thời điểm, thân là đội trưởng tự nhiên không thể tới trễ, cho nên nàng vỗ vỗ bụi bặm trên người, ròng rã y quan liền chuẩn bị rời đi. Vừa xốc lên mành lều, nàng lại đi trở về, thuận tay lấy ra trên thư án bút, có trong hồ sơ giường trên mở trên tờ giấy trắng vẽ một vòng tròn, cũng là nói cho doanh trướng chủ nhân chính mình tới qua, miễn cho đối phương hiểu lầm là người khác động hắn đồ vật. Một nguyên phủ từ chủ tướng doanh trướng trở về, xem xét trên thư án trên tờ giấy kia vòng tròn, liền biết là hổ nữ đã tới, chẳng những đã tới, còn thuận tay giúp hắn thu thập sửa sang lại một phen. Hắn nhìn xem cái kia vòng tròn, nhìn không được cười lên. Nha đầu này thật đúng là. Nghĩ đến khi còn bé nha đầu này cho mình trong thư, xuất hiện tần suất từ cao tới thấp vòng vòng, hắn lại nhìn không được quả muốn cười. Cũng không biết lúc này nếu để cho tiểu nha đầu nhìn nàng một cái trước kia viết tin, có thể hay không thẹn quá hóa giận. Ân, ừ, đại khái là sẽ không, dù sao nha đầu này từ khi tiến trong quân, da mặt liền luyện được càng ngày càng dày. Mặc dù không thể chính thức trên chiến trường, đành phải một cái tuần doanh việc cần làm, bất quá hổ nữ cũng không có nhục chí, dù sao tốt xấu nàng cũng coi là xuất chinh tướng sĩ bên trong một thành viên. Nàng nghiêm túc mang theo thủ hạ bọn tuần doanh, đãi một cái khác đội đến đây, hoàn thành giao tiếp về sau, chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc, mà nàng lại là một đêm không ngủ. Nha đầu điên, ăn một chút gì lại trở về nghỉ ngơi một chút đi. Đồng dạng được an bài tuần doanh nhiệm vụ một cảnh, ngậm một cái bánh bao thịt, tiện tay lại đưa cho nàng hai cái bánh bao thịt, hàm hàm hồ hồ đạo. Hổ nữ đối với hắn hơi một tí gọi mình, nha đầu điên, đã không có cảm giác gì, thuận miệng nói tạ, tiếp nhận hắn đưa tới bánh bao thịt hướng miệng bên trong nhét, không có hai lần liền ăn sạch bách cũng không biết lúc nào mới đến phiên chúng ta lên chiến trường một cảnh vuốt một cái miệng có chút thổn thức địa đạo sẽ có cơ hội mà lại sư phụ cũng đã nói tuần doanh việc quan hệ đại bản doanh an nguy chính là quan trọng nhất ngàn vạn không thể phớt lờ càng không thể có ý khinh thường một cảnh ôm cánh tay dựa vào ven đường đại thụ nói ta đương nhiên biết liền là có đôi khi cảm thấy đến đều tới nếu không thể trảm mấy địch nhân thủ cấp, luôn luôn cảm thấy có chút tiếc nuối. Hổ nữ tức giận nói. Nói đến như vậy nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi đương cắt dưa hấu đâu. Cắt dưa hấu cũng tốt, cắt rau hẹ cũng được, dù sao cũng kém không nhiều ý tứ này. Hổ nữ tương đương bất nhã cho hắn một cái bạch nhãn, sau đó tùy ý hướng hắn vất vất tay. Ta trở về nghỉ ngơi một lát lại nói. Đi thôi đi thôi. Một cảnh vô tình trả lời. Tiếp xuống mấy tháng, Đại Lương quân cùng Ngô Trần Liên quân lại đánh mấy trận chiến, bởi vì có thăm dò Liên quân thực lực chi ý, Thượng quan Viễn Liền chỉ là phái mấy tên tuổi trẻ tướng lĩnh ra trận. Một nguyên phủ cưỡi tại trên lưng ngựa, nếu mày nhìn xem Liên quân tên kia râu quai nón đại tướng, nhìn đối phương rất là dũng mãnh đem Đại Lương một tên tướng lĩnh đánh rơi xuống ngựa, nếu không phải một tên khác tướng lĩnh vội vàng tiến lên cứu giúp, chỉ sợ liền muốn bị hắn chém ở dưới ngựa hắn ánh mắt lại nhìn về phía cái kia râu quai nón đại tướng quanh mình phát hiện từ đầu đến cuối có một đội binh sĩ che chở hắn mà những binh sĩ kia từng cái lưng hùng vai gấu liền vóc dáng đều so những người khác muốn cao một chút lông mày của hắn bất tri bất giác nhăn càng chặt thần sắc càng là như có điều suy nghĩ một trận chiến tất song phương chỉ đánh cái ngang tay quân sư ngươi thấy thế nào đã trở về doanh thượng quan viễn không kịp chờ đợi hỏi một nguyên phủ suy tư một lát nói liên quân bên trong chỉ sợ cũng không phải là ngô trần hai nước thượng quan viễn cũng có này cảm giác gật đầu nói hôm nay tên kia râu quai nón tướng lĩnh bản tướng xem hắn tướng mạo không giống nhân sĩ trung nguyên tướng quân chắc hẳn cũng đã nhìn ra bên cạnh người kia từ đầu đến cuối có một đội binh sĩ che chở có thể thấy được người này thân phận địa vị tại liên quân ở trong cũng không thấp lại hoặc là nói người này đại biểu thế lực chính là ngô trần hai nước cần thiết cậy vào mới có thể khiến cho địa vị hắn như thế siêu nhiên các tướng lĩnh đều nghĩ đến một cái khả năng thốt ra nhung địch người thượng quan viễn vạn chặt lông mày nếu là nhung địch người tham gia tiến đến này trận chiến cũng không phải dễ dàng như vậy đánh nghĩ nghĩ lại rất là tức giận bọn hắn vậy mà dẫn sói vào nhà một nguyên phủ tỉnh táo nói từ xưa đến nay vì tự thân lợi ích bảo hộ lột gia dẫn sói vào nhà người còn ít a à, bọn hắn không muốn hạ xuống đại lương thực lực bản thân lại đánh không lại cũng chỉ có thể hướng ra phía ngoài mượn binh về phần mượn binh về sau muốn trả ra đại giới liền không ở lo nghĩ của bọn hắn phạm vi nhung địch thiết kỵ nổi tiếng thiên hạ đại lương tướng sĩ dù dũng mãnh chỉ là tại kỵ binh bên trên lại không đủ khả năng chỉ sợ có tướng lĩnh lo lắng địa đạo hắn nói cũng chính là đám người chỗ lo lắng nếu là nhung địch thiết kỷ quy mô tiến công chúng ta có thể càng thêm phí sức nhưng rất rõ ràng nhung địch người không thể lại vì hắn nước mà hao tổn bổn quốc binh lực cho nên ta cho rằng liên quân bên trong nhung địch tướng sĩ cũng sẽ không quá nhiều một nguyên phủ đạo hơi ngừng lại hắn lại nói chỉ bất quá mặc kệ nhiều hoặc ít tiếp xuống chiến sự đều không thể phớt lờ cũng phải làm tốt cùng nhung địch thiết kỵ chính diện đối đầu chuẩn bị tâm lý. Còn nữa, từ xưa đến nay, nào có lấy mình ngắn, đối sở trường đạo lý. Quân sư lời nói rất đúng, trận này bản tướng cùng chư vị lại nghiên cứu đối địch chi pháp, tìm đúng nhung địch thiết kỵ chi nhược điểm, nhất định có thể đem đó nhất cử kích phá. Thượng quan viễn đánh nhịp. Hắn chinh chiến xa trường nhiều năm, còn chưa từng trực diện này nghe tiếng nhung địch thiết kỵ, bây giờ có cơ hội này, tự nhiên muốn hảo hảo ứng đối một nguyên phủ liếc mắt nhìn hắn không có bỏ qua trong mắt của hắn ẩn chứa mấy phần nhiệt liệt không khỏi nhịn không được cười lên thượng quan người này chính là trời sinh chiến tướng gặp mạnh thì càng mạnh bất quá hắn cũng không nghĩ tới chớp mắt thời gian thượng quan viễn liền thật cùng nhung địch tướng lĩnh đối mặt đại lương cùng liên quân lại một lần nữa khai chiến một nguyên phủ lại lần nữa thấy được cái kia viên râu quai nón đại tướng thấy đối phương quơ binh khí, bất quá trong khoảnh khắc liền tuần tự chiến bại hai tên đại lương tướng lĩnh, kỳ dũng mãnh chi thế, quả thực lệnh không thiếu tướng sĩ sinh lòng e ngại. Hắn không khỏi nhắm lại hai con ngươi. Đúng vào lúc này, thượng quan viễn đột nhiên hét lớn một tiếng. Bản tướng đến đây sẽ ngươi. Nói xong, tay cầm trường đao, dục ngựa hướng phía cái kia râu quai nón đại tướng phóng đi gặp cái kia râu quai nón đại tướng quanh mình cái kia đội hộ vệ binh đối đầu trước nghênh chiến thượng quan viễn nhìn chằm chằm một nguyên phủ hơi suy nghĩ một chút dương một tay lên bên trong tiểu kỳ liền lập tức có một đội tướng sĩ ra khỏi hàng tản ra từ đầu đến cuối không xa không gần đối thượng quan viễn hình thành hộ vệ chi thế hắn từ đầu đến cuối chăm chú nhìn cùng râu quai nón đại tướng truyền đấu lên thượng quan viễn cũng không buông tha đối phương tướng sĩ nhất cử nhất động chỉ sợ đối phương đánh lén Tại phát giác trận địa địch có dị động lúc, hắn không chút hoang mang lại vung vẩy trong tay tiểu kỳ, một đội cung tiễn thủ ra khỏi hàng, rất có đối phương dám đối thượng quan viễn có đánh lén tiến hành, liền muốn lập tức bắn giết tại chỗ chi ý. Đối phương có lẽ là cảm nhận được uy hiếp của hắn chi ý, lại lần nữa an phận xuống tới. Một nguyên phủ dương một tay lên, cung tiễn thủ nhóm liền buông xuống trường tiễn, bất quá vẫn là đứng tại chỗ cũ không nhúc nhích, cũng không có lui về mà cái kia toa, không có chút nào nỗi lo về sau thượng quan viễn thì là càng chiến càng hưng phấn, càng chiến càng mạnh mảnh đem trong tay trường đao múa đến hổ hổ sinh phong. Lần trước cơ hội được xưng tụng là đánh nhiều thắng nhiều râu quai nón đại tướng, bị hắn làm cho vạn phần chật vật, lại dần dần không có cách nào chống đỡ chi thế. Phát hiện chủ tướng có lạc bại chi thế, đối phương trong quân có một tên người thấp nhỏ tướng lĩnh chíp chíp cục cục liền là một trận kêu to, ngay sau đó hộ vệ râu quai nón đại tướng bọn đều lã tả dơ lên binh khí liền hướng thượng quan viễn đánh lén mà đi. Một nguyên phủ thấy thế một tiếng quát chói tai. Lên. Che chở thượng quan viễn tướng sĩ tuân lệnh, lập tức nghênh chiến. Đãi hai phe hộ vệ binh giao thủ với nhau lúc, thượng quan viễn đột nhiên quát lên một tiếng lớn, không đợi đám người phản ứng, cái kia râu quai nón đại tướng đầu lâu liền bị hắn sinh sinh bổ xuống. Thượng quan viễn dục ngựa tiến lên, dùng trường đao bốc lên đối phương đầu lâu, dơ lên cao cao quay chung quanh chiến trường một vòng, cười ha ha. Chủ tướng bị trảm, lại gặp dơ đầu lâu thì uy thượng quan viễn như thế dũng mãnh, liên quân vì đó sợ hãi, đại lương quân đội thừa cơ phát động thế công, chém giết địch quân thủ cấp vô số, cũng lấy được từ khai chiến đến nay thủ hồi đại thắng. Quân sư không hổ là đi theo đại tướng quân xuất chinh qua, lần này cùng đại tướng quân phối hợp thật là thiên y vô phùng có tướng lĩnh cảm thán nói một nguyên phủ mỉm cười cũng không nói lời nào ngược lại là vừa lúc nghe nói như vậy thượng quan viễn lại là một trận cười ha ha dùng sức vỗ vỗ một nguyên phủ bả vai nói chính là biết có quân sư ở hậu phương bản tướng mới có thể đánh cho như thế phát huy vô cùng tinh tế không có chút nào nỗi lo về sau một nguyên phủ bị hắn chụp đến kém chút đau sốc không hắn bây giờ vóc người này tấm có thế không nhịn được người này một chưởng. quanh mình tướng lĩnh thấy thế, phát ra một trận thiện ý cười vang. quân sư bộ dạng này không thể được a, à, dù sao cũng là cái tướng quân, làm gì cũng có thể trải qua ở đại tướng quân hai chiêu mới là. cũng không phải, nếu không ta cho quân sư quá hai chiêu. thôi đi, liền ngươi chút bản lĩnh ấy, đoán chừng liền quân sư tiểu đồ đệ đều đánh không lại. một nguyên phủ bất đắc dĩ cũng chỉ có thể tùy ý bọn hắn trêu ghẹo. Nhớ năm đó, hắn cùng thượng quan viễn trên chiến trường cũng là phối hợp đến thiên y vô phùng. Chỉ bất quá, khi đó hắn là chủ công chi tướng, thượng quan viễn thì là yểm hộ hắn. Bây giờ thì là đổ tới. Hổ nữ cùng một cảnh nghe nói thượng quan đại tướng quân trên chiến trường dũng mãnh, lại bởi vì không thể tận mắt nhìn thấy đại tướng quân đem địch tướng đầu lâu chém xuống uy phong, nhao nhao bóp cổ tay một cảnh uể oải có thể mất chống đỡ lấy thân cây ai lúc nào ta mới có thể đến trên chiến trường kiến thức một phen a à? hổ nữ cũng thế bất quá tốt xấu so với hắn bảo trì bình thản an ủi nhanh nhanh mấy ngày trước đây canh tướng quân không phải nói phải cho ta nhóm an bài mới việc phải làm a à? một cảnh không ôm cái gì hy vọng trời mới biết lại sẽ là dạng gì việc phải làm đâu nói không chừng nhường chúng ta đến nhà bếp đi hỗ trợ đâu hổ nữ. Hẳn là sẽ không a. À. Ngữ khí của nàng cũng có chút không xác định. Một cảnh thở dài. Bất quá để cho hai người an ủi là, mấy ngày sau bọn hắn phân đến mới việc phải làm, cũng không phải là đến nhà bếp hỗ trợ, mà là tiến đến tiếp ứng từ trong kinh vận tới dược liệu. Hai người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Một cảnh càng là khoa trương vỗ ngực một cái. Chỉ cần không phải bị đầy đi đến nhà bếp, muốn ta làm gì đều được hổ nữ mặc dù không có nói chuyện, nhưng thần sắc cũng là ý tứ này. Các ngươi làm cái gì, như thế sợ hãi bị đầy đi đến nhà bếp đi. Một trận mỉm cười thanh âm quen thuộc tại phía sau hai người vang lên. Sư phụ, hổ nữ vừa mừng vừa sợ, nhảy tung tăng chạy đến hắn trước mặt, dắt hắn ống tay áo nũng nịu lắc lắc. Nói đến, nàng đều có tốt một đoạn thời gian không có gặp sư phụ. Một cảnh cũng có chút vui vẻ, bất quá còn nhớ rõ hắn, gãi gãi chóp mũi, hồi đáp. Nào dám làm cái gì a? À? Một mực thành thành thật thật, bảo làm gì thì làm cái đó. Thật sự là như vậy mới phải. Mục nguyên phủ lắc đầu nói. Thật, một cảnh không có nói sai. Chúng ta đều là thành thành thật thật phục tùng mệnh lệnh, xưa nay không dám có lời oán giận. Hổ nữ nói bổ sung. Mục nguyên phủ cười khẽ. Đi, Bi, biết các ngươi trung thực. Cho nên lần này tiến về tiếp ứng sư phụ cùng các ngươi cùng nhau tiến đến. Thật sao? Quá tốt rồi. Hổ nữ cao hứng vỗ tay một cái. Chỉ là, nàng nếu là biết chuyến này sẽ dẫn đến hậu quả như vậy, nói cái gì cũng sẽ không để sư phụ cùng bọn hắn cùng nhau đi. Nàng tình nguyện chính mình chiến tử, cũng không muốn nhìn thấy kết cục như vậy. Chương 72 Hồn về Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com 72 đáng tiếc nàng bây giờ cái gì cũng không biết, chỉ biết là sư phụ cùng mình cùng nhau đi mà nói, trên đường còn có thể nhường sư phụ cho nàng nói một chút trước mặt mấy trận chiến sự. Một cảnh rõ ràng cũng là đánh lấy giống như nàng suy nghĩ, nghe nói một nguyên phủ cũng phải cùng bọn hắn cùng nhau tiến đến về sau, trên mặt vẻ vui mừng che đậy đều không thể che hết. Nhìn xem hai người hớn hở ra mặt bộ dáng, một nguyên phủ mỉm cười, nói. Đi, có cái gì phải chuẩn bị nhanh đi về dọn dẹp một chút, đợi lát nữa liền muốn xuất phát. Tốt. Hai người trăm miệng một lời trả lời. Sư phụ ngươi tạm chờ nhất đẳng, ta rất nhanh liền thu thập xong. Hổ nữ ném một câu như vậy, dẫn đầu như một làn khói chạy về. Một cảnh cũng không cam lòng lạc hậu, bằng nhanh nhất tốc độ trượt hồi doanh trướng, tùy tiện thu thập một chút vật cần, liền vội vội vàng lại chạy trở về. Gặp hổ nữ còn chưa tới, Hắn còn làm bộ lắc đầu Cô nương nhà liền là phiền phức Thu thập ít đồ đều muốn như vậy lâu Mục Nguyên Phủ buồn cười Lành lạnh mà nói Lời này đợi lát nữa tin cho đến về sau Ngươi lại ở trước mặt nàng nói một lần Mục cảnh sờ sờ chóp mũi Được rồi được rồi Nam tử hán đại trượng phu Mới không cùng cô nương gia kế so sánh đâu Mục Nguyên Phủ thế mà nhẹ gật đầu Nói có lý Dừng một chút lại không nhanh không chậm bổ sung một câu. Chỉ là ta nghe nói, người nam tử này hán đại trượng phu, liền tin cho cái cô nương này nhà đều đánh không lại. Một cảnh thần sắc ngượng ngùng, nói thầm mấy câu. Một nguyên phủ cũng không có nghe tiếng, bất quá lường trước hẳn là chút tìm cho mình hồi mặt mũi mà nói, càng phát giác buồn cười. Các ngươi đang nói gì đấy? Hổ nữ vội vàng chạy về, gặp hai người đang nói chuyện, thuận miệng hỏi một câu. Không có gì, cũng không nói gì một cảnh vượt lên trước trả lời hổ nữ tràn đầy hoài nghi đánh giá hắn một chút một cảnh một mặt thản nhiên đón tầm mắt của nàng một nguyên phủ cười khẽ cũng không có vạch trần hắn ý tứ lấy một nguyên phủ bây giờ trong quân đội địa vị tiến về tiếp ứng vật tư loại hình việc cần làm kỳ thật căn bản không cần hắn xuất mã chỉ là hắn cảm thấy trước một hồi bề bộn nhiều việc chiến sự đối hai đứa bé này có nhiều xem nhẹ cho nên liền nhân cơ hội này cùng bọn hắn đi một chuyến. Trọng yếu nhất chính là, từ lần trước lấy được đại thắng về sau, hắn phát hiện thân thể của mình càng ngày càng kém, nên đại phu giao cho hắn thuốc, vốn là 5 ngày phục một hạt, tiếp lấy chính là cách một ngày phục một hạt, bây giờ đã là mỗi ngày liền muốn phục một hạt, thậm chí hôm qua hắn còn phục hai hạt. Cũng là bởi vì đây, ngày gần đây, hắn không thể không mang theo trong người thuốc để phòng vạn nhất. Hắn biết rõ, Chính mình lưu tại trên đời này thời gian càng ngày càng ít. Sư phụ, hôm đó đại tướng quân là như thế nào đem địch quân tướng lĩnh đầu lâu chặt đi xuống? Ta về sau võ nghệ, có thể hay không cũng cùng đại tướng quân như vậy lợi hại đâu? Trên đường, hổ nữ nắm chặt cơ hội hỏi. Một cảnh cũng là ánh mắt tỏa sáng nhìn qua hắn. Một miên phủ liền đem ngày đó thượng quan viễn chém giết râu quai nón tướng lĩnh trải qua, tinh tế nói với bọn hắn đến, cuối cùng mới nói thật là khờ nha đầu, thượng quan tướng quân võ nghệ, mạnh tại, cương mảnh, hai chữ, cùng của ngươi là hoàn toàn khác biệt. Nữ tử mặc kệ là thể lực, vẫn là cường độ, trời sinh liền so nam tử yếu nhược chút, cho nên ngươi những năm gần đây chỗ tập chi võ nghệ, chú trọng chính là nhu xảo, hai chữ. Cần biết, nhu có thế khắc cương, ngươi như dốc lòng khổ luyện, ngày khác chưa hẳn liền không kịp nổi bây giờ thượng quan tướng quân. Thật sao? hổ nữ đôi mắt càng thêm lóe sáng. Khi là tự nhiên, chẳng lẽ lại sư phụ còn có thể cầm cái này hống ngươi? Vậy ta đâu ta đây? Một cảnh không kịp chờ đợi truy vấn. Nếu bàn về cương mảnh, ngươi tất nhiên là không kịp nổi thượng quan tướng quân, nếu bàn về nhu cùng xảo, ngươi lại kém tin cho. Chỉ là, lâm tràng giao đấu, so đấu không chỉ có riêng là võ nghệ cao thấp, lòng võ giả thái, cách đối phó gần giống nhau dạng không thể coi thường, nếu có thể dương trường tránh đoạn, lo gì không thể khắc địch. Một cảnh kích động đến nắm chặt nắm đấm. Ta hiểu được. Một nguyên phủ mỉm cười quan sát bọn hắn, lại liếc qua sau lưng gần trăm tên binh sĩ, lúc này mới nói. Thường nói, binh mã không động, lương thảo đi đầu. Hành binh đánh trận, lương thảo đồ quân nhu tầm quan trọng, tin tưởng không cần ta nhiều lời, các ngươi đều hẳn là minh bạch. Hổ nữ cùng một cảnh cùng nhau gật đầu lần này từ các nơi phân phối mà đến dược liệu càng là không thể sai sót mặc kệ xảy ra chuyện gì dù là chỉ còn lại cuối cùng một hơi cũng phải đem món dược liệu này an toàn trở về trong quân một nguyên phủ nghiêm mặt nói sư phụ yên tâm chính là liều lấy tính mạng không cần chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không nhường đồ vật có nửa điểm tổn thất nha đầu điên nói không sai một nguyên phủ khẽ vuốt cầm tại bắt cấp thời gian đi đường đồng thời vẫn không quên nhắc nhở bọn hắn các loại cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Hổ nữ cùng một cảnh đều có thể cảm nhận được hắn dụng tâm lương khổ, càng thêm đem hắn chỗ dạy bảo đủ loại khắc thật sâu tiếng trong đầu, chính là nửa đường nghỉ ngơi thời điểm cũng không quên tại trong đầu lại hồi tưởng một lần, lấy làm sâu sắc ký ức. Một đoàn người ra roi thuốc ngựa, không đến ba ngày thời gian, liền cùng phụ trách vận chuyển các tướng sĩ hội hợp. Biết được chu quân sư mang người tự mình đến đây tiếp ứng, cầm đầu tuổi trẻ tướng lĩnh Lý Tướng Quân càng thêm cảm thấy trách nhiệm trọng đại. Lý Tướng Quân, dọc theo con đường này nhưng có gặp được chuyện gì? Trên đường trở về, một nguyên phủ hỏi bên cạnh người đồng dạng cưỡi ngựa Lý Tướng Quân. Ngược lại không có gặp được cái đại sự gì, liền là tại cùng quân sư tụ hợp trước đó, từng gặp được mấy cái tiểu sơn tặc, bất quá mặt tướng đã đem bọn hắn đều xử lý xong. Lý Tướng Quân không chút nào để ý trả lời. Nói xong, lại thuận tay từ trong ngực móc ra một cái hình dạng giống như là trăng non chỉ có nam tử trưởng thành ngón tay vậy lớn đồ vật đưa cho hắn nói quân sư ngài nhìn đây cũng là từ những sơn tạc kia trên thân nhặt được cũng không biết là cái gì mặt tướng nhìn nó chính là do đúc bằng sắc tạo mà thành liền nhặt lên dự định lấy về mài đến sắc bén một chút bình thường đương tiểu đao dùng một chút một nguyên phủ tiếp nhận cầm trên tay tinh tế xem xét phát hiện vật này một bên có khắc một đoạn dị hình ký hiệu. Hắn bất tri bất giác ghi ngựa, đem vật kia đối ánh nắng lặp đi lặp lại nhìn kỹ phân biệt, một đôi mi nhíu chặt lại. Quân sư, vật này thế nhưng là có gì không ổn? Lý tướng quân thấy thế, liên tục không ngừng hỏi. Vật này, những sơn tạc kia trên thân đều có. Vẫn là vẻn vẹn một người có. Một nguyên phủ không trả lời mà hỏi lại. Lý tướng quân nghĩ nghĩ, này mặt tướng ngược lại không từng lưu ý, bất quá chắc chắn sẽ không là chỉ một người mới có, mạc tướng chí ít nhìn thấy ba người trên người có thứ này. Một nguyên phủ sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Sư phụ, thứ này có gì không ổn a? À? Hổ nữ nhịn không được hỏi. Một nguyên phủ không có trả lời, chỉ là trở lại quan sát một chút sau lưng tướng sĩ. Bọn hắn chỉ có không đến 200 người, nếu là gặp được bình thường địch thủ, này không đủ 200 người tinh binh đủ để ứng đối. Thế nhưng là bây giờ bọn hắn sắp đối mặt chính là có ác lan danh xưng nhung địch thiết kỵ, chính là có thế địch nổi, có thế dược liệu tất nhiên sẽ cực lớn bị hao tổn. Nghĩ đến này, hắn quyết định thật nhanh phân phó. Lý tướng quân, tin cho mang người lập tức tăng thêm tốc độ hộ tống dược liệu hồi doanh, nhất thiết phải cam đoan món dược liệu này bình yên đưa đạt. Ta cùng một cảnh xuất 30 tên binh sĩ đoạn hậu, ngăn chặn truy binh, cho các ngươi tranh thủ lớn nhất thời gian. Lý tướng quân giật nảy cả mình. Quân sư, đây là có chuyện gì? Chỉ sợ nhung địch thiết kỵ lập tức liền sẽ đuổi theo. Không có thời gian, nhanh. Một nguyên phủ thần sắc khó được thêm mấy phần lo lắng. Sư phụ, ta lưu lại cùng các ngươi cùng nhau đoạn hậu. Hổ nữ vội nói. Vi sư ngày thường là như thế nào dạy bảo của ngươi? Quân lệnh như núi, há có ngươi cò kè mặt cả lý lẽ. Lập tức đi theo lý tướng quân hộ tống dược liệu hồi doanh, không thể sai sót. Một nguyên phủ nghiêm nghị quát. Hổ nữ không còn dám có hai lời. Thuộc hạ nghe lệnh. Nàng lập tức chỉ huy tiểu phân đội của mình, động tác lưu loát đem xe ngựa dược liệu quấn lại cực kỳ chặt chẽ, trở mình lên ngựa, cuối cùng nhịn không được quay đầu, thật sâu nhìn thoáng qua lưu tại tại chỗ một nguyên phủ, dùng sức khẽ trắng cánh môi, đuổi kịp hộ tống dược liệu đội ngũ. Sư phụ, một cảnh, các ngươi nhất định phải bình yên vô sự trở về. Quân, quân sư, chúng ta muốn làm thế nào? Một cảnh có chút khẩn trương hỏi. Một nguyên phủ quan sát quanh mình địa hình, lượt suy nghĩ một lát, chỉ huy nói. Trên núi lấy núi đá ngăn chặn truy binh đường đi, giữa lộ thiết thừng gạt ngựa. Một cảnh chờ người nghe xong liền minh bạch, lập tức hành động có lẽ là đều biết sự tình sự nghiêm trọng đám người ai cũng không dám trì hoãn dưới sự chỉ điểm của một nguyên phủ lấy bình sinh tốc độ nhanh nhất lại là thiết thừng gạt ngựa lại là chuẩn bị núi đá hết thảy bố trí thỏa đáng nơi xa đã ẩn ẩn truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập đồng thời càng ngày càng gần đám người nín thở liễm khí một nguyên phủ lại chợt thấy tim một trận quen thuộc kịch liệt đau đớn đau đến hắn kém chút không có nằm sấp ổn lăn xuống sơn đi hắn cố nén kịch liệt đau nhức, há miệng run rẩy trong ngực móc ra bình thuốc, khó khăn vặn ra nắp bình, đổ ra một hạt tại lòng bàn tay, đang muốn hướng miệng bên trong nhét, bên cạnh người một mực thẳng hết sức chăm chú chú ý đến giao lộ phương hướng một cảnh, đột nhiên đụng đụng tay của hắn, hạ giọng nói. Đến rồi. Quân sư, bọn hắn tới. Không có chút nào phòng bị một nguyên phủ bị hắn như vậy đụng một cái, lòng bàn tay dược hoàng lập tức liền rớt xuống đất, lăn xuống núi đá cỏ dại ở trong không thấy bóng dáng có thế lúc này đã không có thời gian lại để cho hắn một lần nữa lại rót một hạt ra chỉ có nắm thật chặt thuốc kia bình lấy lớn nhất ý chí đè ép cái kia cổ kịch liệt đau nhất ép buộc chính mình đem sở hữu lực chú ý đặt ở càng ngày càng gần truy binh bên trên quả nhiên giao lộ bên kia một đội nhung địch thiết kỵ thân ảnh liền xuất hiện hắn chờ đúng thời cơ hướng phía mai phục hai bên đường lương binh làm thủ thế ngay sau đó chỉ nghe dưới núi giữa lộ, tuần tự truyền đến từng đợt tuấn mã tiếng kêu ré, vật nặng rơi xuống đất thanh âm, cùng người tiếng kêu thảm thiết. Hắn chịu đựng kịch liệt đau nhất lập tức hạ đạt mệnh lệnh thứ hai. Dưới núi, không có chút nào phòng bị bị thừng gạt ngựa trượt chân dung địch thiết kỵ binh còn chưa hoàn hồn, hai bên trên núi đột nhiên lăn xuống từng khối tảng đá, hung hăng hướng trên người bọn họ đấm vào. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết trận trận, máu tươi vẩy ra, bản còn tới thế rào rạc nhung địch thiết kỵ trong nháy mắt liền tử thương hơn phân nửa rút lui rút lui mau bỏ đi phía sau thiết kỵ binh phát giác phía trước có mai phục liền lập tức ghìm chặt ngựa về sau rút lui quân sư quân sư chúng ta thành công gặp nhung địch thiết kỵ chật vật không chịu nổi rút lui một cảnh hưng phấn đến mặt đều đỏ lên còn sớm đây một nguyên phủ nhưng không có lạc quan như vậy bởi vì hắn phát hiện tử thương những này thiết kỵ binh, liền thật bất quá là chút, quân tốt. Nhưng mặc kệ như thế nào, chúng ta đều có thể cho lý tướng quân bọn hắn tranh thủ thời gian, bởi vì đây là duy nhất một con đường, bọn hắn nếu là muốn đi qua, chỉ có thể từ nơi này qua. Một cảnh đạo Một nguyên phủ đã cảm giác ngực trận kia đau đớn thoáng tiêu tan mấy phần sau, lại gặp nhung địch thiết kỵ tạm thời rút lui, đang muốn thừa cơ uống thuốc, nghe được hắn lời này muốn đổ thuốc động tác dừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi cũng đã biết, đây là duy nhất một con đường tại chúng ta mà nói, ý vị như thế nào a? À? Ta biết, mang ý nghĩa chúng ta rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Một cảnh thản nhiên. Nếu là Nhung địch thiết kỷ ngóc đầu trở lại, mà trên núi có thể bị bọn hắn lăn xuống nương, vũ khí, tảng đá, kiểu gì cũng sẽ hữu dụng tận thời điểm, bọn hắn lại đành phải chỉ là 30 người dù là có thế lấy một chọi mười sợ cũng khó có phần thắng ngươi không sợ một miên phủ trong lòng nói không rõ là tư vị gì lần đầu lấy đối đãi người trưởng thành ánh mắt nhìn phía cái này con nhỏ nhất còn chỉ có thể coi là thiếu niên một cảnh đen nhánh trên mặt đều là chẳng hề để ý thần sắc sợ cái gì sợ chết mà nói ta liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này nói thật ra mới vừa nghe đến ngươi để cho ta cũng lưu lại đoạn hậu ta có thế cực kỳ cao hứng. Có thể chết ở trên chiến trường, vì nước mà chết, là thân là tướng sĩ tự hào, lại có gì phải sợ. Một nguyên phủ kinh ngạc nhìn nhìn qua hắn thật lâu, đột nhiên cười khẽ. Ngươi nói đúng, có thể chết ở trên chiến trường, vì nước mà chết, là thân là tướng sĩ tự hào, lại có sợ gì quá thay. Gặp hắn tán đồng mình, thiếu niên ngu ngơ gãi gãi chấp mũi, nho nhỏ giọng lại bổ sung một câu. Đương nhiên, nếu là có thể còn sống, tiếp tục ra sức vì nước, tự nhiên càng tốt hơn. Một nguyên phủ từ ái vỗ vỗ bờ vai của hắn. Quân sư Có binh sĩ khẩn trương khẽ gọi, một nguyên phủ vô ý thức nhìn về phía dưới núi giao lộ, quả nhiên liền gặp lại có một đội nhung địch thiết kỵ mang theo tấm trắng mà tới. Đám người không chút do dự lại lần nữa đem núi đá hung hăng hướng phía kỵ binh đập tới. Hai khắc đồng hồ không đến, kỵ binh lại lần nữa rút lui một nguyên phủ sắc mặt càng ngày càng khó coi tay phải gắt gao nắm chặt bình thuốc tình thế nghiêm trọng đến làm cho hắn đều không nhớ nổi muốn uống thuốc mặc dù nhung địch thiết kỵ lại một lần nữa bị bọn hắn đánh lui nhưng là lần này đối phương thương vong so sánh với một hồi trước cũng đã đại giảm mà trong tay bọn họ có thể dùng vũ khí đã tổn hao hơn phân nữa sau một khắc nhung địch thiết kỵ lại lần nữa xuất hiện đến mức như thế cấp tốc cũng làm cho đám người căn bản không kịp sưu tập càng nhiều núi đá, chỉ có thể cắn chặt răng sắp hiện ra có lại đập xuống. Chuẩn bị đối địch. Này đối kỵ binh còn chưa đánh lui, nhưng lại có một cái khác đội mà đến, mới tới cái kia một đội kỵ binh, tại một cái khác đội yểm hộ dưới, đã hướng về trên núi bọn hắn công đi lên, đồng thời, công tới nhân số càng ngày càng nhiều. Một nguyên phủ duy nhất cảm thấy may mắn chính là, đường núi cũng không phải là phát huy kỵ binh ưu thế chi địa điều này cũng làm cho bọn hắn có phản kích năng lực. Đương một cảnh rơi đập cuối cùng một khối núi đá lúc đã có một tên nhung địch kỵ binh vung đao hướng hắn chặt tới. Hắn ngay tại chỗ lộ một cái thuận thế lại rút ra binh khí chém ngã từ một con đường khác bên trên công tới một tên nhung địch binh bất quá trong khoảnh khắc song phương nhân mã liền lâm vào truyền đấu ở trong một cảnh ỉ vào thân thể linh hoạt thêm nữa kẻ tài cao gan cũng lớn vung lấy binh khí xông vào nhung địch binh bên trong đại khai sát giới dù sao cuối cùng cũng bất quá vừa chết, trước khi chết có thế nhiều chặt mấy cái, dưa hấu liền nhiều chặt mấy cái, cũng để cho cái kia nha đầu điên biết, hắn mặc dù võ nghệ không bằng nàng, có thể giết địch bản sự chưa hẳn kém nàng. Hắn giết đến hưng khởi, đối vết thương trên người hoàn toàn bỏ mặt, liền phản phất trên thân không ngừng mà hiện ra tới huyết không phải là của mình bình thường. Vết thương trên người càng ngày càng nhiều, máu tươi cũng chảy tràn càng ngày càng nhiều, có thế hắn y nguyên không thèm để ý chút nào, chỉ nhắc tới lấy binh khí hướng nhung địch binh đánh tới, này hoàn toàn một bộ không muốn mạng đấu pháp, cũng làm cho không ít nhung địch binh vì đó sợ hãi. Đến A, à, các ngươi cứ tới. Sợ cũng không phải là ngươi nhà đại gia. Một cảnh lung tung lao mặt một cái bên trên vết máu, binh khí hướng phía liên tục bại lui nhung địch binh vung lên, cười ha ha. Nhung địch binh bên trong, chợt có một người lại nhảy lại gọi, chỉ vào trong miệng hắn chích chích cục cục không ngừng, một cảnh nghe không được hắn, nhưng gặp cái khác nguyên bản một mực lui về sau Nhung địch binh, tại hắn thầm thì hạ dẫn theo binh khí lại lần nữa hướng chính mình đánh tới, liền rõ ràng người kia hẳn là những này Nhung địch binh đầu nhi. Nhìn đối phương trang phục, mặc dù cái này đầu nhi bất quá là đầu nhỏ nhi, bất quá hắn vẫn là lập tức lấy đối phương làm mục tiêu, không chút nào để ý tới hướng hắn công tới cái khác Nhung địch binh, toàn tâm toàn ý chỉ đuổi theo cái kia đầu nhỏ nhi giết đi qua. Phía sau lưng bị chặt một đao Hắn truy sát đầu nhỏ nhi, bộ pháp không có nửa phần dừng lại, cánh tay trái bị đâm trúng, hắn lông mày cũng không nhăn một chút, chỉ là cầm trong tay binh khí cầm thật chặt, thuận thế còn chém ngã bên phải một tên Nhung địch binh. Mục tiêu của hắn rõ ràng như thế, lại phản phất cảm giác không thấy đau nhất đồng dạng, dù là cả người nhìn qua như cái huyết nhân bình thường, nhưng vẫn như cũ chỉ biết là giết, giết, giết. Cái kia đầu nhi cũng có chút tê cả da đầu nhưng vẫn là chỉ huy nhung địch binh hướng phía một cảnh giết đi qua. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có hơn 10 tên đại lương binh sĩ từ bên cạnh giết ra, lập tức liền chém giết mấy không có phòng bị nhung địch binh, cũng làm cho một cảnh trên người áp lực chợt giảm. Hắn đương hạ vẫn đủ lực khí toàn thân, tràn ngập sát ý hướng lấy cái kia đầu nhỏ nhi phóng đi, trong nháy mắt liền cùng đối phương truyền đấu. Trải qua vật lộn phía dưới, hắn mặc dù thành công đem đối phương chém giết, nhưng vết thương trên người nhưng lại thêm mấy đạo, trên người khí lực cũng rốt cục hao hết, liền binh khí đều không nắm vững, bịch, một chút rớt xuống đất. Mà cả người hắn cũng chống đỡ thêm không ở té xuống đất đi. Sắp ngã xuống trong nháy mắt đó, hắn phản phất thấy được một cái thân ảnh quen thuộc hướng hắn nhào tới, lấy thân là hắn ngăn trở một chi bắn tới tiễn. Hắn gấp đến độ muốn hô to, làm cho đối phương không cần quản chính mình, nhưng lại mắt tối sầm lại, triệt để đã mất đi ý thức một cảnh mở mắt lúc ta muốn đến lại phát hiện chính mình thân ở quen thuộc trong doanh trướng ngươi đã tỉnh đang bưng chén thuốc tiến đến binh sĩ gặp hắn tỉnh lại vừa mừng vừa sợ một cảnh cả người còn có chút mơ hồ sau một lát rốt cục nghĩ đến hôn mê ngã xuống đất trước phát sinh hết thảy dãy dụa lấy gọi sư cha sư phụ ngươi là chỉ quân sư a một cảnh khó khăn nhẹ gật đầu mặc dù hắn chưa từng có ngay trước người kia mặt gọi sư phụ hắn nhưng tại trong lòng lại đã sớm đem hắn xem như sư phụ của mình kỳ người khác binh sĩ kia lúc này lại nghe minh bạch hắn ý tứ thần sắc có mấy phần khổ sở những người khác chết trận quân sư lại là sống không thấy người chết không thấy xác đại tướng quân đã phái người tìm ba ngày ba đêm vẫn không có tìm tới hắn chỉ tìm được quân sư một mực mang ở trên người bình thuốc Binh sĩ vuốt một cái trong mắt hiện ra tới nước mắt, miễn cưỡng giật cái dáng tươi cười. Bất quá các ngươi yên tâm, dược liệu tất cả đều an toàn vận chống đỡ trong doanh trại, một chút đều không có ít, cũng không có nửa điểm hư hao. Đại tướng quân nói, lần này hẳn là cho các ngươi nhớ một cái đại công. Một cảnh lại phản phất không có nghe được phía sau hắn lời nói này đồng dạng, vốn là sắc mặt tái nhợt lại trắng thêm mấy phần. Đều. Chết rồi, sinh không gặp người, chết không thấy. Thi, còn có người kia chưa từng rời khỏi người bình thuốc. Hắn nghĩ tới từng tại Lạc Vân Sơn Ninh Đại Phu chỗ nghe được cái kia lời nói, người kia thân thể. Hắn gắt cao cắn chặt răng, đỏ bừng hai mắt bên trong, có thủy quan lập lòe. Lần này vận chuyển dược liệu, phụ trách đoạn hậu 32 người bên trong, 30 tên binh sĩ toàn bộ chiến tử, một cảnh thân chịu trọng thương, nhưng trải qua quân y toàn lực trị liệu sau, đến cùng vẫn là nhặt về một cái mạng chỉ có quân sư một nguyên phủ sống không thấy người chết không thấy xác có thế mặc dù như thế đại lương quân bên trong từ đại tướng quân thượng quan viễn cho tới phổ thông binh sĩ đều suy đoán quân sư đại khái là đã rơi vào địch thủ hết thảy chính như bọn hắn suy đoán như vậy một nguyên phủ quả thật bị bắt được hắn giờ phút này mặc dù bị giam tại trong lao nhưng là cũng không có bị trói thậm chí mỗi ngày còn có đại phu phụng mệnh đến vì hắn chẩn trị đương tù binh còn có thể có tốt như vậy đãi ngộ cũng coi là hiếm thấy cốt cái gì a à, nhung địch người đều hận chết hắn bất quá là treo mệnh của hắn sợ hắn chết được quá sớm quá dễ dàng ngươi không biết người này căn bản là đã bệnh nguy kịch cách cái chết đều không xa hôm đó nhung địch người đem hắn buộc trở về chỉ rút hắn một roi thiếu chút nữa bắt hắn cho rút chết Vị kia trác A à, tướng quân lúc này mới không cam lòng không muốn gọi đại phu, một xem bệnh, mới biết được người này căn bản là không có mấy ngày tốt sống. Nguyên lai là dạng này, ta liền nói nhung địch người lúc nào có tâm địa tốt như vậy. Lao ngoại truyện đến hai cái liên quân binh sĩ thấp giọng trò chuyện, có thế một nguyên phủ cũng đã liên động động thủ chỉ khí lực cũng không có. Chính như này hai tên binh sĩ nói như vậy, hắn căn bản là không có mấy ngày tốt sống duy nhất có thể tạm thời cứu hắn bệnh thuốc, đã tại hỗn chiến ở trong thất lạc. Hắn cười khổ. Vị kia gọi trác A Nhung địch tướng quân sở dĩ giữ lại mệnh của hắn, đại khái là muốn trước trận chấn nhiếp đại lương quân đi. Ngày kế tiếp, đương bị hắn binh sĩ cưỡng ép kéo lên, một đường áp lấy lên tường thành lúc, trong lòng nửa điểm cũng không ngoài ý muốn, thậm chí còn khi nhìn đến dưới tường thành đại lương quân đội lúc, trên mặt còn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đột nhiên, một cái tay hướng hắn duỗi tới, nắm chặt hắn cổ áo, đem hắn đẩy lên phía trước. Thượng Quan Viễn, người mở to mắt cẩn thận nhìn một cái, đây là người nào? Đem hắn đẩy lên trước mặt người kia, dùng đến lạnh nhạt khó chịu giọng điệu, nói một ngụm không lưu loát trung nguyên lời nói. Hắn biết người này chính là Nhung Địch tướng quân Trác A, chết trên tay Thượng Quan Viễn tên kia râu quai nón tướng, là hắn thân huynh trưởng. Huynh đệ hai người phụng chỉ đến đây giúp đỡ Ngô Trần Liên quân đánh cũng bất quá là đến ngư ông lợi chủ ý, lại nơi nào nghĩ đến có đến mà không có về kết cục. Đại lương quân bên trong, hổ nữ một chút liền nhận ra trên tường thành tên kia chật vật không chịu nổi, lại như cũ không tổn hại đầy người phong hoa nam tử, chính là sư phụ của nàng, lập tức liền đỏ mắt, cắt cao cầm binh khí, hận không thể liền lập tức giết tới tiến đến, đem sư phụ cứu được. Bởi vì cách quá xa, quân đội người lại nhiều, một nguyên phủ tự nhiên không nhìn thấy hổ nữ sở tại bất quá hắn lại biết nhà đầu kia nhất định cũng sẽ ở một trận gió nhẹ hướng mặt thổi tới gợi lên hắn xốc xếp tóc dài phất phới nhiều bờ môi hắn mỉm cười yên lặng nhìn qua dưới tường thành thuộc về đại lương quân đội cao cao tung bay lấy cờ xí cờ xí bên trên cái kia lương chữ dị thường bắt mắt có thể thấy rõ ràng sau một lát hắn ánh mắt liền từ cờ xí dần dần dời về phía thượng quan viễn lại đến đập vào mắt có thể đụng mỗi một vị đại lương tướng sĩ, tự hồ muốn thật sâu đem bọn hắn thân ảnh khắc vào trong đầu. Những này, đều là đại lương anh dũng nhất tướng sĩ. Bọn hắn, sẽ vì đại lương, vì trên long ỷ người kia, đánh xuống một mảnh càng bao la hơn giang sơn, nhưng người kia có rộng lớn hơn thiên địa thực hiện trong lòng tâm nguyện. Như trời xanh lại lần nữa chiếu cố, giảng sau khi hắn chết linh hồn có thể tạm lưu, nhìn thấy người kia khai sáng thịnh thế, đại lương bách tính vĩnh hưởng thái bình, cho dù sau đó hóa thành thiên địa bụi bặm, này tâm cũng là dứt khoát. Thượng quan viễn, chỉ cần ngươi chặt xuống chính mình một cái tay, ta liền đem người này thả, thế nào? Ha 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 ha, các ngươi người trung nguyên, chính là như vậy tham sống sợ chết, không chút nào nhớ đồng bào tính mệnh, nửa điểm đều không coi nghĩa khí ra gì, vị này chu quân sư nghe nói còn là huynh đệ của ngươi, ngươi cũng có thể trơ mắt nhìn hắn chết. Ngươi không đáp ứng, ta liền ngay trước mặt các ngươi, đem hắn thịt trên người từng mảnh từng mảnh cắt bỏ, nhưng hắn nhận hết thiên đao vạn quả nỗi khổ. Sau lưng, vang lên trác A cuồng vọng tiếng kêu, một nguyên phủ trong mắt dây lát, đột nhiên cúi đầu một trận ho kịch liệt. Trác A căm ghét buông lỏng ra cản tay lấy hắn tay. Này bệnh ương tử bệnh, sẽ không truyền nhiễm A. Đáp lại hắn, vẫn là cái kia tiếng ho khang, đồng thời càng ngày càng vang dội, tự hồ sau một khắc liền có thể đem phổi đều ho ra đến bình thường. Trác A thấy thế càng thêm ghét bỏ cách hắn mấy bước, tự hồ thật sợ hắn đem bệnh gì lây cho chính mình. Liền ngay cả quanh mình bọn, cũng không để lại dấu vết lui rời một nguyên phủ mấy bước. Một nguyên phủ phản phất chưa tỉnh, y nguyên thân người công lại che miệng khục không ngừng. Trác A nghiêng đầu đi, đang muốn phân phó binh sĩ vài câu, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một nguyên phủ bỗng nhiên đứng dậy, lấy thế xét đánh không kịp bưng tay rút ra bên hông hắn bội kiếm, lại cầm kiếm dùng sức hướng hắn ít hầu vị trí đâm tới. Động tác của hắn quá nhanh, lại thêm bị về sau một mực là ốm đau bệnh tật không có nửa phần khí lực bộ dáng, mặc kệ là Trác A vẫn là những binh sĩ khác, đều đối với hắn không có chút nào phòng bị, cho nên trước mắt bao người, vậy mà liền nhường hắn một kích phải trúng. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, nương theo lấy một đạo vẫy ra máu tươi, nhung địch đại tướng Trác A, thế mà cứ thế mất mạng. Theo thân ảnh của hắn ầm vang ngã xuống, dẫn đầu kịp phản ứng phó tướng không chút do dự dơ lên, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía một nguyên phủ lồng ngực liền đâm quá khứ. Sư phụ Chu Huynh Quân sư Dưới tường thành hổ nữ thấy tâm thần đều nứt, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn sư phụ bị ngay ngực xuyên qua. Một nguyên phủ hai tay nắm thật chặt đâm vào ngực, máu tươi từ lồng ngực của hắn, khóe miệng chảy ra, có thế hắn lại phản phất cảm giác không thấy đau đớn, thậm chí còn cười lên ha hả. Cái kia Nhung địch phó tướng giận dữ, dùng sức cầm bên kia, bỗng nhiên lại một lần phát lực, liền lại đâm vào bộ ngực hắn mấy phần, thậm chí cái kia cổ cường độ còn đem hắn từng bước ép về phía tường thành, cuối cùng oanh một chút, đem hắn đẩy rơi xuống. Sư phụ. Hổ nữ gào khóc liền muốn xông đi lên, mà lúc này thượng quan viễn hai mắt trưng trưng, quát lên một tiếng lớn, công thành tận mắt nhìn thấy quân sư chết thảm đại lương tướng sĩ từng cái mắt đỏ cầm binh khí tức giận hướng phía cửa thành vọt tới thượng quan viễn một ngựa đi đầu dẫn đầu vọt tới chỗ cửa thành từ tường thành rơi xuống một khắc này một nguyên phủ tâm tình vậy mà dị thường bình tĩnh hắn mở to hai con ngươi nhìn về phía xanh thảm thiên bên môi thậm chí còn mang theo cái kia tơ nụ cười nhàn nhạt thật tốt đâu thân thể nặng nề mà rơi đập trên đất trong nháy mắt đó Hắn thấy được dục ngựa chạy như bay đến Thượng Quan Viễn. "Chu huynh, Chu Quý Trừng, bản tướng không cho phép ngươi chết, nghe được không? Đây là mệnh lệnh." Một nguyên phủ ý thức dần dần tan rã. "Thượng Quan, trẫm đi." Thượng Quan Viễn ngây ngẩn cả người, chốc lát, con ngươi hơi co lại, ôm hai tay của hắn bắt đầu run rẩy lên. "Ngươi, ngươi là?" Bốn canh thời gian, Đại Lương kinh thành. Minh Đức điện bên trong, Phùng Dụ Trân đang chìm trầm ngủ. Đột nhiên, một trận gió thổi vào tẩm điện bên trong, vốn là yếu ớt ánh nến trong nháy mắt liền bị dập tắt. Trân Trân! Trân Trân! Ai? Trong mơ mơ màng màng, nàng tự hồ nghe đến có người tại hô tên của mình. Nàng chậm rãi mở ra hai con ngươi, thuận phương hướng âm thanh truyền tới trong đi qua, hốt hoảng ở giữa, gặp tẩm điện bên trong không biết lúc nào xuất hiện một thân ảnh. Bệ hạ! nàng lăng lăng nhìn qua trước mắt trương này đã quen thuộc vừa xa lạ mặt kia là thuộc về đại lương thái tổ hoàng đế mục nguyên phủ mặt trân trân trẫm lại muốn đi mục nguyên phủ tham luyến nhìn qua trước mắt trương này dung nhan ôm nhu nói bệ hạ muốn đi đâu phùng dụ trân ý thức còn có chút mơ hồ vô ý thức hỏi mục nguyên phủ cười cười nhưng không có trả lời chỉ nói trân trân nếu có đời sau thôi hai sinh còn không được viên mãn, lại nói thế nào đời sau. Phùng Dụ Trân kinh ngạc nhìn nhìn qua hắn. Một nguyên phủ ánh mắt vô cùng ôn nhu, thật sâu ngắm nhìn nàng, thật lâu, không nở mà nói. Trân Trân, ngươi khá bảo trọng. Theo một chữ cuối cùng rơi xuống, thân ảnh của hắn cũng dần dần biến mất. Phùng Dụ Trân bỗng nhiên bừng tỉnh, phát hiện chính mình thật tốt nằm ở trên giường, trong điện đèn không biết lúc nào gì. Linh lung, linh lung nàng gọi. Tối nay phòng thủ chính là Linh Lung. Linh Lung nghe được thanh âm vội vàng tiến đến. Bệ hạ có gì phân phó? Hiện tại mấy càng rồi. Vừa qua khỏi bốn canh. Liên Kiều. Thôi. Phùng Dụ Trân vốn muốn cho nàng gọi Liên Kiều, ngẫm lại lại coi như thôi. Bệ hạ đã thức chưa? Nào nghĩ tới, ngoài cửa lại truyền đến Liên Kiều thanh âm. Ngươi sao tới? Phùng Dụ Trân có chút ngoài ý muốn nàng đến, bài trừ gạt bỏ lui linh lung sau, nhường nàng ngồi tại mép giường chỗ, ấm giọng hỏi. Liên Kiều muốn nói lại thôi. Thế nào? Thế nhưng là có lời gì muốn nói? Phùng Dụ Trân không hiểu hỏi. Liên Kiều mới trong giấc mộng, mộng tỉnh về sau ngủ không được, nghe được bệ hạ thanh âm, liền tới nhìn một cái. Liên Kiều miễn cưỡng đạo. Trong giấc mộng A, Phùng Dụ Trân cũng trong nháy mắt nghĩ đến chính mình mới làm mộng, nhất thời cũng không có chú ý sắc mặt của nàng khác thường. Liên Kiều gặp nàng không có hỏi tới mình làm cái gì mộng, lập tức thở dài một hơi, chỉ là lại nghĩ tới giấc mộng kia, chỉ cảm thấy trong lòng lại là trắng cực kỳ. Tại mới trong mộng, nàng nhìn thấy một nguyên phủ, đúng vậy, là một nguyên phủ, không phải chiếm chu quý trừng thân thể cái kia một nguyên phủ, mà là chân chân chính chính, hoàng hoàng chỉnh chỉnh một nguyên phủ trong mộng một nguyên phủ vậy mà hướng nàng chấp tay nói. Nguyên vừa đến đây xin lỗi, đã đáp ứng cô nương sự tình, nguyên vừa đã không cách nào làm được. Đại lương nhất thống trung nguyên ngày, chính là một nguyên phủ hồn về thời điểm ngày đó lời thề còn tại bên tai, có thế hắn lại vĩnh viễn không cách nào lại thực hiện. Đại lương chưa tới nhất thống lúc, hắn đã đến hồn về Nhật. Chương 73 Trưởng thành Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com 73 Trẩm mới cũng là một giấc mộng. Sau một lát, nàng nghe được Phùng Dụ Trân thì thào nói. Bệ hạ nằm mộng thấy gì? Nàng vô ý thức hỏi. Phùng Dụ Trân trầm mặt dây lát, cuối cùng chậm rãi nói. Trẫm mơ tới Thái Tổ Hoàng đế. Bệ hạ cũng mơ tới rồi. Liên Kiều thốt ra mà ra. Cũng. Chẳng lẽ lại. Phùng Dụ Trân lấy làm kinh hãi. Liên Kiều khó khăn nhẹ gật đầu. Phùng Dụ Trân giật mình, giờ này khắc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hắn xảy ra chuyện, hắn nhất định là xảy ra chuyện. Trân Trân, ngươi khá bảo trọng. Trong mộng người kia câu nói kia, còn tại bên tai, cái kia rõ ràng là tạm biệt chi ngôn. Hắn, nhất định xảy ra chuyện. Nàng bất tri bất giác níu chặt dưới thân đệm chăn. Mục Nguyên Phủ. Đến tảo triều thời điểm, nữ đế thăng tòa, hỏi hôm nay nhưng có biên quan tình hình chiến đấu tin tức truyền về. Được câu trả lời phủ định sau, nàng cũng không có hỏi nhiều. Hổ nữ trơ mắt nhìn người tôn kính nhất, ngực bị trường. Xuyên, lại rơi xuống tường thành, cả người bi vẫn đang xen, nơi nào còn nhớ rõ cái gì quân lệnh, nắm lấy binh khí kêu khóc liền sung yếu quá khứ. Cũng may cùng thời khắc đó, đại tướng quân thượng quan viễn cũng hạ đặt công thành mệnh lệnh, cho nên giờ phút này của nàng cử động mới cũng không đột ngột nàng không muốn sống quơ binh khí cũng hoàn toàn không để ý tới trên đầu thành bắn tới mưa tên bên cạnh người có không ít đồng bào bị tiễn bắn trúng ngã xuống có thế nàng hoàn toàn không để ý đem hết toàn lực hướng tường thành phương hướng mà đi rốt cục tại toàn thân cao thấp lây dính đếm không hết bao nhiêu người máu tư sau nàng mới đi đến được dưới tường thành kêu khóc hướng phía đã nằm trên mặt đất vô thanh vô tức một nguyên phủ bổ nhào qua sư phụ chu thúc thúc chu thúc thúc ngươi lên, ngươi mau dậy đi, ngươi không thể cứ thế mà đi. Ngươi lên nha. Lên nha. Chu thúc thúc. To như hạt đậu nước mắt càng không ngừng từ trong mắt nàng hiện ra đến, rơi đập trên mặt đất tấm kia tràn đầy vết máu trên mặt. Thế nhưng là, cái kia ôm nhu cho nàng biên, tiểu bạch tướng quân, dạy nàng đóng phòng trúc nhỏ, tại nàng khóc thời điểm sẽ kiên nhẫn hống nàng cao hứng, xa về lúc lại cho nàng mang các loại tiểu lễ vật, dạy bảo nàng võ nghệ binh pháp lúc nhưng lại vô cùng nghiêm khắc, tức là của nàng ân sư, lại là nàng người trí thân, lần này, lại không có cho nàng nửa điểm phản ứng, dù là lệ trên mặt nàng nước căng bản ngăn không được. Ô ô, ta không có sư phụ, không có thúc thúc, cũng không có cha. Hổ nữ cũng nhịn không được nữa, ké vào từ đầu đến cuối không có đáp lại trên thân thể người của nàng, nghẹn ngào khóc trống. chung quanh đại lương tướng sĩ, ngậm lấy nước mắt quơ binh khí, đem ý đồ tiếp cận hổ nữ địch binh từng cái chém giết. Cửa thành mở rộng, thượng quan viễn dẫn theo đâm chết một nguyên phủ tên kia nhung địch phó tướng thủ cấp, từng bước từng bước hướng phía bị hổ nữ chăm chú ôm vào trong ngực một nguyên phủ đi đến, sau đó, đem cái kia thủ cấp ném trên mặt đất, chính mình thì một gối quỳ xuống, trong mắt che giấu trong mắt bi phẫn. Bệ hạ, một đại ca. Chung quanh đại lương tướng sĩ cũng đều lã tả quỳ xuống. Máu nhuộm đầy đất trên chiến trường, chỉ có tiểu cô nương khóc trống thanh đang không ngừng tiếng vọng. Đại lương nữ đế đăng cơ năm sau, vệ úy khanh, đô hộ tướng quân chu quý trừng chiến tử sa trường, đại tướng quân thượng quan viễn tự mình chủ trì, vì vị này văn nhân xuất thân, lại tại trên chiến trường lập xuống vô số công lao truyền kỳ nam tử, cử hành trong quân nhất quy cách tang lễ. Ngôi mộ mới đứng lên, thượng quan viễn quỳ gối trước mộ phần, trịnh trọng gõ mấy cái khấu đầu, im ắng hứa hẹn. Bệ hạ yên tâm, thần thượng quan viễn cho dù là dùng hết một giọt máu cuối cùng cũng tất nhiên sẽ đem đại lương cờ xí xuyên khắp toàn bộ thần châu đại địa thủ hộ ngươi muốn bảo vệ người hắn chậm rãi đứng dậy nhìn về phía vẫn quỳ gối một bên hổ nữ cùng một cảnh trầm giọng nói cho các ngươi ân sư gõ mấy cái đầu liền hồi doanh đi thân là đại lương tướng sĩ các ngươi quan trọng nhớ sứ mạng của mình chức trách của mình hổ nữ tiếng nói khàn khàn trả lời thuộc hạ tuân mệnh. Một cảnh cuối đầu ứng tiếng là Hai người đồng thời hướng về ngôi mộ mới gõ mấy cái khấu đầu, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, một lần cuối cùng thật sâu nhìn ngôi mộ mới một chút, quay người đi theo Thượng Quang Viễn. Thượng quan Viễn mang theo bọn hắn đi ra một khoảng cách, đột nhiên dừng bước trở lại, nói Từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi liền sắp xếp bản tướng thân vệ quân bên trong. Hổ nữ ngẩn người, rất nhanh liền cự tuyệt đại tướng quân không cần xem ở sư phụ phân thượng, thuộc hạ đến trong quân, là muốn bằng bản lĩnh thật sự đi lên. Tin cho nói không sai, chính là sư phụ tại thế, cũng sẽ đồng ý chúng ta. Một cảnh bổ sung. Thượng quan viễn bị bọn hắn này một bộ lời lẽ chính nghĩa bộ dáng khí cười, trách mắng. Các ngươi đương bản tướng là ai? Nếu không phải gặp ngươi hai người võ nghệ còn không sai phân thượng, chính là thiên hoàng lão tử tới nói giúp, bản tướng không nhìn trúng vẫn như cũ không nhìn trúng, sẽ còn đem các ngươi nâng lên thân vệ quân bên trong. Hổ nữ cùng một cảnh nhìn lẫn nhau một chút, lập tức liền minh bạch đối phương ý tứ, lập tức nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Thượng quan viễn hừ lạnh một tiếng, ném một câu trở về dọn dẹp một chút liền tìm giống như phó tướng báo đến, liền đi. Hổ nữ đưa mắt nhìn thân ảnh của hắn càng đi càng xa, trầm mặt thật lâu, mới hỏi bên cạnh một cảnh thương thế của ngươi ra sao? Đã không có gì đáng ngại. Ân, vậy là tốt rồi. Hai người lại là một trận thật lâu trầm mặt, một cảnh quan sát nàng lại gầy gò mấy phần mặt, thấp giọng nói. Xin lỗi, nếu không phải ta võ nghệ không tin, quân sư hắn cũng sẽ không. Hắn chỉ cảm thấy ít hầu một ngành, đột nhiên liền nói không được nữa. Hổ nữ lắc đầu. Vậy làm sao có thể trách ngươi? Một cảnh không tiếp tục nói, chỉ là cúi đầu, che giấu đi đỏ bừng hai con ngươi. Hổ nữ biết trong lòng của hắn không dễ chịu, ngày đó lưu lại đoạn hậu người liên can, cuối cùng được lấy còn sống chỉ có hắn một cái. Thế nhưng là nàng bây giờ nhưng không có tâm tình gì đi an ủi hắn, chỉ trầm thấp nói một câu ta về trước đi thu thập liền rời đi. Đãi nàng thu thập thỏa đáng, đang chuẩn bị đi tìm giống như phó tướng lúc, hành kinh một nguyên phủ khi còn sống doanh trướng lúc liền dừng lại bước chân, kinh ngạc nhìn nhìn qua màn cửa thật lâu, vẫn là nhẹ nhàng xốc lên màn cửa đi vào. Trong trướng hết thảy đều duy trì lấy ngày đó bọn hắn xuất phát trước bộ dáng, phản phất còn đang chờ chủ nhân của nó trở về. Nhìn xem cái này quen thuộc địa phương, hổ nữ cái mũi chua chua, nhìn không được kém chút lại rơi thu hút nước mắt. Nàng liên tục hút hút cái mũi, hơi ngước đầu đem nước mắt bước trở về. Mấy ngày này, nàng đã khóc quá nhiều hồi, sư phụ dưới suối vàng có biết, tất nhiên sẽ chê cười nàng. Nàng không thể khóc nữa, cũng không phải trẻ nhỏ, sao có thể hơi một tí khóc nhẹ đâu. Màn cửa đột nhiên bị người từ bên ngoài lấy xốc lên, nàng trở lại xem xét, liền nhìn thấy đang muốn rảo bước tiến lên tới Thượng Quan Viễn. Thượng Quan Viễn tự hồ đối với nàng xuất hiện ở chỗ này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là hướng nàng nhẹ gật đầu, ánh mắt tại trong trướng đảo mắt một vòng, ánh mắt rơi vào cái kia khóa lại đàn một trên hộp gấm, sau một lát, Đem hộp gấm kia ôm lấy, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó thở dài một tiếng, đưa nó đưa cho hổ nữ. Ngươi là hắn người thân nhất, hắn lưu lại đồ vật, tự nhiên cũng hẳn là về ngươi. Hổ nữ vội vàng tiếp nhận, nghĩ đến khi còn sống sư phụ đối cái này hộp gấm yêu quý, lại nhịn không được muốn rơi lệ. Mở ra xem một chút đi. Thượng Quan Viễn thấp giọng nói. Ta không có chìa khóa. Hổ nữ buồn buồn trả lời thượng quan viễn nhíu mày nghĩ nghĩ mà làm sao đến trước thư án kéo ra phía bên phải ngăn kéo hướng ngăn kéo ngọn nguồn tìm tòi một trận chạm tay hơi lạnh vội vàng nắm được lấy ra xem xét quả nhiên là một cái chìa khóa hắn ngây ngẩn cả người chốc lát hốc mắt liền có mấy phần ửng đỏ một đại ca quả nhiên vẫn là cái chìa khóa giấu ở vị trí này dù là hắn sống hai đời cái thói quen này vẫn không có đổi hắn đóng lại đôi mắt bình phục một chút tâm tình Đem chìa khóa đưa cho hổ nữ. Mở một chút nhìn. Hổ nữ tiếp nhận, đem hộp gấm kia đặt lên bàn, chen vào chìa khóa uống éo, chỉ nghe ba đắc một tiếng, khóa liền ứng thanh mà ra. Nàng mở ra hộp gấm xem xét, gặp bên trong đổ đầy phong thư, gặp phong thư bên trên chữ viết lại là chính mình. Nàng có chút ngoài ý muốn, cầm lấy cái kia xếp phong thư, một phong lại một phong, toàn bộ là chữ viết của nàng. Càng đi dưới đấy, phong thư chữ viết liền càng non nớt này tràn đầy một hộp phong thư tựa như là thời gian đảo lưu ký từng chút từng chút khơi gợi lên nàng phủ bụi tại ký ức chỗ sâu một màn kia mạc nho nhỏ nàng nhướng mày lên tràn đầy buồn rầu cho phương xa chu thúc thúc viết thư thế nhưng là rất rất nhiều chữ sẽ không hỏi gì nhiều gì lại sẽ không kiên nhẫn nho nhỏ cô nương linh cơ khẽ động liền đem không quen biết chữ toàn bộ khoanh tròn vòng thay thế dù sao nàng tin tưởng thông minh chu thúc thúc nhất định có thể minh bạch nàng ý tứ nàng triển khai trong đó một phong đã có chút phát vàng tinh, phía trên là khi còn bé nàng cái kia non nớt chữ viết. Vì quá xấu á, vòng vòng người ta ăn thịt là đại bạch tướng quân, vòng vòng người ta khóc rất lâu, ta quyết định một ngày đều không cùng gì nói chuyện. Nàng có chút muốn cười, lại có chút muốn khóc, vội vàng đem thư thả lại trong phong thư, tiện tay lại triển khai một phong. Chu thúc thúc lúc nào trở về nha. Hổ nữ có thể nghĩ có thể nghỉ ngươi chu thúc thúc không thể thích hài tử khác vòng vòng hổ nữ liền không thích ngươi có cái gọi gian công tử vòng vòng đến trường minh hiên ở á lưu công công nói hắn cũng là vòng vòng hậu di mẫu người hừ rõ ràng trường vòng vòng còn không có chu thúc thúc đẹp mắt mà đại nhân thật sự là tốt vòng vòng phiền a thật làm cho hài tử vòng 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 tâm nhìn thấy nơi đây hô hấp của nàng cứng lại nghĩ đến quyển kia binh thư bên trong kẹp lấy đầy giấy chân chữ nước mắt rốt cục nhịn không được rơi xuống xuống dưới như thế thích gì chu thúc thúc tại thu được không hiểu chuyện nàng phong thư này lúc trong lòng đến có bao nhiêu khổ sở a à. mỗi lần thu được kinh thành tới tin cả người hắn liền đi đường đều là mang gió đem thư càng là lật qua lật lại xem cái không dứt xem hết còn bảo bối đến cùng cái gì còn muốn tìm hộp khóa sợ người khác làm hư thượng quan viễn thở dài nguyên bản dùng để thu những này tin hộp cứ như vậy chút điểm lớn theo thư tính càng ngày càng nhiều, này hộp cũng càng đổi càng lớn. Những năm này, mặc kệ hắn đi nơi nào, đều muốn đem thứ này mang lên. Hắn rất coi trọng ngươi, ta nguyên lai tưởng rằng chỉ là yêu ai yêu cả đường đi, về sau ngẫm lại, chỉ sợ lúc đầu thật là yêu ai yêu cả đường đi, nhưng về sau, đoán chừng chính là ở chung nhiều năm, đem ngươi trở thành thương yêu nhất vãn bối đối đãi. Ta không biết ngươi tại sao lại nghĩ đến trong quân đến, nhưng là ngươi đã tới, lại là hắn coi trọng nhất, yêu nhất hộ người, ta tự sẽ tận hết sức lực tôi luyện ngươi. Hổ nữ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hắn hai con ngươi còn mang theo khóc qua ửng đỏ. Chỉ là ngươi cần có chuẩn bị tâm lý, ta không phải hắn, cũng không có hắn tốt tính nhẫn nại tốt tính, nếu là không đạt được yêu cầu của ta, ngươi đánh từ đâu tới, liền chạy về chỗ đó. Thượng quan viễn nói thẳng. Hổ nữ vội vàng thả ra trong tay tinh, lung tung lau mặt một cái bên trên nước mắt, nghiêm mặt nói. Tướng quân yên tâm. Thuộc hạ tất không phụ tướng quân kỳ vọng. Thượng quan viễn gật gật đầu, cũng không có nhiều lời liền rời đi. Hổ nữ lặng lặng trong trướng sững sờ một lát, đem sư phụ khi còn sống vật phẩm từng cái thu thập xong, đem quyển kia binh thư thu nhập đổ đầy phong thư trong hộp gấm khóa lại, sau đó ôm hộp gấm, cuối cùng nhìn doanh trướng một chút, lúc này mới xoay người đi tìm giống như phó tướng báo đến quân sư chu quý trừng tử trận tin tức rốt cục vẫn là truyền về kinh thành người ngọc công tử chu quý trừng từng tiến cung hầu hạ lúc vì thái hậu nữ đế sau bởi vì làm tức giận nữ đế bị đày đi định châu lại bằng bản thân chi thân tại định châu xông ra một phen tiền đồ cũng đến trong quân tướng sĩ kính trọng càng tuần tự tại diệt bắc hạ bình ngụy quốc chờ một hệ liệt chiến sự bên trong nhiều lần lập kỳ công đến phong vệ úy khanh đô hộ tướng quân đang đối kháng với Ngô Trần Liên quân chi chiến bên trong, vì hộ đồ quân nhu tiếp tế, xuất hơn 30 tên binh sĩ đoạn hậu, rơi vào tay địch, lại lấy văn nhược chi thân, liều chết đâm sát quân địch đại tướng, cuối cùng thảm tao sát hại. Nữ đế đến tin tức đại bi, vừa khóc vừa kể lễ triều đình đau mất lương đống chi tài, hạ chỉ truy phong chu quý trừng vì định viễn hầu. Phùng dụ trân kinh ngạc nhìn nhìn qua treo trên tường đại lương thái tổ hoàng đế chân dung, trên bức họa người kia, ánh mắt sáng ngời, anh vĩ bất phàm, giống nhau hắn khi còn sống. Nàng chậm rãi vòng qua bàn thờ, đi tới chân dung trước mặt, lấy chỉ làm bút, dọc theo vẽ lên đường công tinh tế miêu tả, thần sắc chi chuyên chú, phản phất người kia đang ở trước mắt bình thường. Bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế, bản cung một vạn lẻ một tuổi, bệ hạ, bản cung lại thắng. Đại lương thái tổ hoàng đế, sụp ở tuổi xây dựng sự nghiệp, mà định viễn hầu chu quý trừng, khi chết cũng không đến chững chạc một giọt nước mắt từ trong mắt nàng trượt xuống, nhỏ xuống mặt đất, trong nháy mắt liền không có vết tích. Nàng xoay người, chậm rãi đi ra điện. Đợi tại chỗ cửa điện liên kiều, nhưng không có đuổi theo nàng, mà là trầm mặt hướng phía chân dung đi đến, một mực đi tới bàn thờ trước, nhìn chăm chú họa bên trong người một lát, rốt cục, cung cung kính kính hướng đối phương làm một đại lễ. Liên kiều thống hận phụ lòng vong tình người, nhưng tương tự kính trọng trên chiến trường anh hùng. Thi lễ tất, nàng đứng dậy ra điện, thấy được đang đứng ở ngoài điện Phùng Dụ Trân. Nàng tiến lên, viện Phùng Dụ Trân cánh tay, thấp giọng nói. Bệ hạ, hồi cung đi. Phùng Dụ Trân tự hồ không có nghe được nàng, chỉ là xuề bàn tay ra, tiếp lấy không biết lúc nào bồng bềnh tới tấp xuống bông tuyết. Liên Kiều, ngươi nhìn, tuyết rơi đâu? Đúng vậy a, à, tuyết rơi, thế nhưng là bệ hạ yên tâm, năm nay là bội thu chi niên, bách tính hẳn là có thế an ổn vượt qua cái này ngày đông. Phùng Dụ Trân không nói gì, chỉ là ngửa mặt lên nhìn về phía bay lã tả tuyết, thật lâu, bước chân, từng bước một hướng phía Minh Đức Điện phương hướng mà đi. Một năm về sau, đại lương quân đội tuần tự diệt ngô, trần hai nước tin tức truyền về Kinh Thành, ngay sau đó, Trung Nguyên chỉ còn lại cái kia mấy tên gần biển tiểu quốc, cũng dân tấu chương đi niên hiệu, hướng đại lương xưng thần. Đến tận đây, đại lương triệt để thống nhất trung nguyên. Tin tức truyền ra, cả nước sôi trào. Mà Phùng Dụ Trân thì nhận được hổ nữ sai người cùng nhau trả lại phong thư. Tiểu cô nương ở trong thư không rõ chi tiết đem tại biên cương phát sinh sự tình nói cho nàng, đối chu thúc thúc kim sư phụ qua đời, tràn đầy bi thương, đối nhung địch người âm hiểm độc ác càng là căm thù đến tận xương tủy. Đồng thời, tiểu cô nương cũng biểu thị, hy vọng có thể lưu tại biên cương trấn thủ, đãi ngày sau có cơ hội đi theo thượng quan tướng quân diệt nhung địch, bình tứ hải, nhưng đại lương trở thành thần châu đại địa cường đại nhất, cũng là duy nhất quốc gia. Bệ hạ cũng không thể đáp ứng nàng. Liên Kiều cũng đọc thư bên trong nội dung, vội nói. Phùng Dụ Trân nhìn phương xa suy nghĩ xuất thần. Thật lâu, nàng nâng bút, tại phong thư cuối cùng viết một chữ, chuẩn. Cùng hổ nữ tinh gần như đồng thời đến ngự tiền, còn có đại tướng quân thượng quan viễn thỉnh công tấu chương. Phùng Dụ Trân nhìn xem cái kia đạo Tấu Chương, một mực trầm mặt không nói. Tấu Chương bên trên, Phùng Tinh Dư, một cảnh tên của hai người thình lình xuất hiện. Nhất là Phùng Tinh Dư, Thượng quan Viễn vì nàng chỗ liệt chiến công, cơ hồ chiếm đi trọn vẹn nửa tờ giấy. Hài tử có tiền đồ, nàng hẳn là cảm thấy cao hứng mới là. Có thế nàng rõ ràng hơn, nha đầu kia liều mạng như vậy, ngoại trừ thật là để thực hiện trong lòng lý tưởng, cũng không thể rời đi đau mất ân sư nguyên cớ chỉ vì một nguyên phủ chết tại nhung địch nhân thủ nha đầu kia đã đem nhung địch coi là cừu nhân đã là có tới không chết không thôi chi ý liên kiều cũng thấy rõ trong lòng có phần cảm giác khó chịu nàng nguyên lai tưởng rằng tiểu cô nương sẽ ở trong quân chậm rãi trưởng thành có thế một nguyên phủ chết lại phản phất lập tức liền nhường nàng trưởng thành nàng trầm thấp thở dài một tiếng biết đã từng cái kêu hoạt bát hiếu động nghịch ngợm gây sự hổ nha đầu đã theo người kia chết cùng nhau biến mất có lẽ tại tương lai không lâu, đại lương liền sẽ xuất hiện một tên sát phạt quả đoán, không thua kém đấng mày râu nữ tướng. Mọi người sẽ sợ hãi tháng phục của nàng chiến công hiển hách, nhưng không có sẽ biết nàng trưởng thành đến trình độ như vậy chỗ trả ra đại giới. Phùng dụ trân trầm mặt thật lâu, nâng bút tại trải tốt trên thánh chỉ rơi xuống ban thưởng ý chỉ. Phong giáo ý phùng tinh dư vì trung lan tướng. Đồng dạng tấn phong vì trung lan tướng, còn có một cảnh bất quá lúc này hổ nữ, thời gian trôi qua cũng không nhẹ nhõm. Người này cực kỳ yếu đuối đao pháp, là nghĩ gọt đậu hủ đâu vẫn là thay địch nhân bắt ngứa. Chặt tới. Đem bản tướng xem như cừu nhân của ngươi, hung hăng chặt tới. Đi mẹ ngươi. Cái tốc độ này, tin hay không của ngươi đao còn không có chặt tới trước mặt, bản tướng liền có thể trước một đao đem ngươi đưa đi tham kiến Diêm Vương Gia. Ngươi đây là cái chiêu số gì? a à, ngươi đây là cái chiêu số gì a à, toàn thân trên dưới tất cả đều là sơ hở lão tử hận không thể một bàn tay đem ngươi chụp hồi trong bụng mẹ ngươi một lần nữa sinh qua biên cương đại tướng quân phủ tương tự tiến mắng cơ hồ mỗi một ngày đều có cũng làm cho trong phủ hạ nhân cùng người khác tướng sĩ đối bị chửi người tràn đầy đồng tình làm bị đồng tình người một trong hổ nữ cắn chặt răng nửa câu oán hận đều không có một lần lại một lần luyện tập dù là mỗi một hồi đô bị mắng so sánh với một lần hung ác, Thượng quan Viễn nói muốn tôi luyện nàng, một năm này đến nay liền thật đem câu nói này chấp hành đến cùng, cũng chưa từng có coi nàng là làm cô nương nhà đối đãi, nên mắng nên huấn chưa từng lưu tình. Một cảnh có đôi khi đều có chút chịu không được hắn cường thế cùng cao áp huấn luyện, có thế nàng quả thực là cắn răng cho tiếp tục chống đỡ, một cảnh thấy đau lòng không thôi, bí mật thấp giọng khuyên nàng không nên đem chính mình làm cho như vậy gấp hổ nữ chỉ là lau mặt một cái bên trên mồ hôi, nghe vậy thản nhiên nói. Nếu như ngay cả đại tướng quân chiêu số đều chiêu không ở, tương lai trên chiến trường như thế nào đối mặt hung ác nhung địch người? Ta lại như thế nào có thể sư phụ cha báo thù? Như thế nào vì gì khai cương thác thổ? Một cảnh trầm mặt thật lâu, đánh cái kia về sau cũng như nàng bình thường, không nói tiếng nào chịu đựng được. Chương 74 Thuận tiện thành cái thân đi bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com theo cái cuối cùng quy thuận quốc gia hoàng thất đến đại lương kinh thành tiếp nhận nữ đế phong thưởng đến tận đây trung nguyên hoàng hoàng chỉnh chỉnh thuộc về đại lương mà giờ khắc này phùng dụ trân lại không trong cung mà là khinh xa giảng từ đến phụ mẫu an nghỉ chỗ nàng cầm bầu rượu lên đem đặt ở phùng phụ trước mộ bia chén rượu đổ đầy rượu rượu này là đại lương kiến quốc hôm đó ta tự mình chôn ở gốc cây hạ một cái chớp mắt, liền đã đã nhiều năm như vậy. Mà Đại Lương cũng rốt cuộc trở thành trung nguyên duy nhất quốc gia. Nữ Nhi không dám nói giờ phút này thiên hạ đã thái bình, nhưng ít ra, tại trung nguyên đã không có chiến loạn, bách tính không cần lại ly biệt quê hương trốn chạy khắp nơi, có thể an an ổn ổn, ổn kinh doanh cuộc sống của mình. "Cha, ngài nhất chờ đợi, không phải liền là như thế a?" À? Nàng nhẹ nói, ngón tay nhẹ nhàng vuốt trên bia mộ chữ Hiển thi phùng công húy diễn chi mộ Tinh dư hiện tại rất có tiền đồ Tuy là nữ tử Nhưng lần này lập chiến công Sao nam tử cũng không chút thua kém Thượng quan viễn dù chưa từng nói rõ Nhưng nữ nhi cũng nhìn ra được Hắn đối đứa nhỏ này là tương đương thưởng thức Về phần trưởng tỷ Nàng bây giờ cũng rất tốt Chỉ cần nữ nhi còn tại một ngày Chớ nói nàng cái kia trong phủ người Chính là khắp kinh thành Cũng không người nào dám nhường nàng thụ ủy khuất đương nhiên loại trừ nàng chính mình cha một nguyên phủ hắn cuối cùng vẫn là chết rồi bất kể là phía trước sinh hay là đương thời hắn một mực là nhân vật ghê gớm ngài khen ngợi hắn cũng không phải là chịu không nổi bỏ qua một bên nhi nữ tư tình hắn là nữ nhi đời này gặp phải nhất có bản sự người cha nữ nhi ánh mắt kỳ thật cũng không có quá kém không phải sao nàng đột nhiên mỉm cười dứt khoát ngồi trên mặt đất Hắn mặc dù không tầm thường, nhưng là nữ nhi hy vọng, một ngày kia mình có thể làm được so với hắn càng tốt hơn. Cũng để cho thế nhân biết được, ai nói nữ tử không bằng nam. Cha, ngài nói đúng a. À. Tinh dư tâm nguyện, nữ nhi cũng nhìn ra được, nữ nhi cũng tin tưởng, nàng nhất định sẽ thực hiện trong lòng lý tưởng. Đứa bé kia, cũng là quyết định thì nhất định sẽ làm đến cùng tính tình. Trưởng tỷ thường nói nàng không giống như là nhị tỷ sinh ngược lại càng giống là nữ nhi thân sinh kỳ thật là ai sinh lại có quan hệ gì đâu tại nữ nhi trong lòng nàng chính là nữ nhi hài tử duy nhất hài tử cha nữ nhi lại mời ngài một cốc kiếp này cha con duyên cạn nữ nhi chưa từng tận hiếu đạo chỉ mong lấy đời sau có thế có cơ hội đền bù này tiếc nuối liên kiều xa xa nhìn xem nàng cùng vong phụ nói chuyện thẳng đến gặp nàng đứng dậy lúc này mới tiến lên đỡ lấy nàng Phùng Dụ Trân dựng lấy của nàng tay, trở lại lần nữa nhìn về phía mộ bia, đột nhiên nói. Cha còn nhận ra Liên Kiều A, những năm gần đây, một mực là nàng tại thân nữ nhi một bên, bồi tiếp nữ nhi đi qua vô số chật vật thời gian, nếu là không có nàng, nữ nhi chưa hẳn có thế có hôm nay. Bệ hạ. Liên Kiều ít hầu hơi ngạnh, cúi đầu che giấu trong mắt nước mắt ý. Phùng Dụ Trân cười cười. Hồi cung đi đại lương nhất thống trung nguyên sau đầu tiên nguyên tiêu ngày hội nữ đế leo lên thành lâu cùng dân tề chúc nhìn xem dưới cổng thành quỳ đầy đất bách tính nghe cái kia một tiếng chỉnh tai nhất ốc bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn gặp phùng dụ chân trong lòng dân lên hào tình vạn trượng. nhìn đây là thần dân của nàng là thiên hạ của nàng so với trăm năm trước thịnh thế có lẽ còn chưa đủ mạnh không đủ sung túc nhưng là nàng tin tưởng tại tương lai một ngày hết thảy đều sẽ trở nên càng mạnh càng tốt hơn thiên không tràn ra huyễn lệ yêu kiều pháo hoa cùng với là bách tính tiếng hoan hô tiếng vỗ tay cùng triều thần tiếng than thở nàng ngửa đầu nhìn xem bầu trời đêm cái kia thất thải yêu kiều pháo hoa bờ môi từ đầu đến cuối bao hàm nụ cười nhàn nhạt thẳng đến thịnh yến tán đi nàng nhìn thấy có chút bất an đi tới thọ khang công chúa nhưng có chuyện gì a à? nàng ôn hòa hỏi thọ khang công chúa vội vàng hướng nàng hành lễ, giảo giảo trong tay khăn, co quắp hỏi. Nhi thần, nhi thần muốn hỏi một chút, tinh dư lúc nào sẽ hồi kinh? Phùng dụ trân ý cười hơi liễm, thở dài một tiếng, nói. Trẫm cũng không biết, có lẽ năm bên trong sẽ trở về, có lẽ ba năm bảy năm đều chưa hẳn hồi. Thọ khang công chúa mặt mũi tràn đầy thất vọng, ngữ khí còn có nói không ra khổ sở. Còn tưởng rằng nhi thần xuất giá trước, có thể thấy được nàng đâu năm trước thọ khang công chúa liền do của nàng mẫu phi làm chủ chọn tốt phò mã hôn kỳ ổn định ở năm nay trung thu về sau phùng dụ trân có mấy phần thất thần cùng hổ nha đầu cùng tuổi thọ khang đều nhanh phải xuất giá rồi đâu có thế của nàng hổ nha đầu còn một lòng nhào vào kiến công lập nghiệp bên trên nàng ổn định tâm thần ông thanh nói mặc dù nàng chưa hẳn có thế đuổi kịp trở về nhưng trẫm tin tưởng nàng chắc chắn sẽ sớm liền tỉ mỉ chuẩn bị xong hạ lễ. Thọ Khang công chúa cúi đầu, buồn buồn nói. Người ta cũng không phải để ý của nàng hạ lễ. Phùng Dụ Trân cười khẽ, nói. Ngươi cứ yên tâm, mệt mỏi chim cuối cùng là sẽ về tổ, nàng chính là bay lại cao, luôn có một ngày sẽ trở về, đến lúc đó, ngươi sẽ cùng nàng tính tổng nợ là được. Thọ Khang công chúa phốc một chút cả cười, trong mắt còn mang theo điểm điểm thủy quang, nhưng vẫn là dùng sức nhẹ gật đầu. Tốt. Trong đêm gió lớn, thân thể ngươi lại yếu, vẫn là sớm đi hồi cung nghỉ ngơi đi. Phùng dụ trân dặn dò. Tốt, nhi thần cáo lui. Thọ khang công chúa hướng nàng phúc phúc lễ, lúc này mới mang theo cung nhân rời đi. Phùng dụ trân nhìn xem nàng rời đi thân ảnh, nói một mình vậy nói. Cũng không biết ngày sau cái kia hổ nha đầu nghĩ tuyển cái dạng gì vì người phu tế. Vạn nhất huyện chủ không có lập gia đình chi ý đâu. Liên Kiều nhịn không được xen vào. Phùng Dụ Trân. Được thôi, loại tình huống này cũng không phải không có khả năng xuất hiện. Nàng quyết định dứt bỏ cái đề tài này không còn đề. Thọ Khang công chúa ngày đại hôn, thành như Phùng Dụ Trân suy đoán như vậy, hổ nữ cũng không trở về đến, chỉ là sai người đưa về chính mình tỉ mỹ chuẩn bị hạ lễ. Thọ Khang công chúa mặc dù thất vọng, nhưng dù sao cũng coi là qua tâm lý chuẩn bị, cho nên rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình, cười xong có chút lo lắng chính mình nhũ mẫu nói. Không sao, tóm lại của nàng hạ lễ đến, ngày sau đợi nàng trở về kinh, ta sẽ cùng nàng tính tổng nợ là được. Một mực hầu hạ của nàng nhũ mẫu lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, thật đúng là sợ nàng bởi vậy cùng huyện chủ sinh hiềm khích, thấy thế vội nói. Là đâu là đâu, đại huyện chủ hồi kinh, công chúa mới hảo hảo cùng nàng tính bút trướng này. Công chúa hạ xuống, bái biệt đích mẫu, mẹ đẻ cùng cái khác thân nhân, ngồi lên đỏ chót hỷ kiệu, đi hướng nhân sinh mới. Phùng dụ trân nhìn qua đi xa đưa thân nghi trượng, trầm thấp nói. Thái tổ hoàng đế chư nhi nữ bên trong, bây giờ vẫn chưa thành hôn, cũng liền một cái một cảnh. Hai năm trước, Duệ vương Mục Tông cũng cưới vương Phi, bây giờ cùng hắn vương Phi tốt cùng trong mật thêm dầu giống như. Từ thoái vị về sau một tông quả thật mọi chuyện nghe theo thái y dặn dò an tâm điều dưỡng thân thể đến cùng tuổi trẻ không bao lâu liền có thể ném đi quải trượng cũng không cần người nâng chậm rãi đi đường tựa như cùng thường nhân bình thường chỉ là tay trái cường độ đến cùng vẫn là không kịp trước kia ngẫu nhiên cũng hội đầu đau đáng nhắc tới chính là trải qua mấy năm này an tâm dưỡng sinh một tông hình thể rốt cục trở nên cùng người đồng lứa đồng dạng Phùng Dụ Trân có khi nhìn xem hắn bây giờ cao cao gầy gò, tinh thần phấn chấn bộ dáng, đều nhanh muốn không dậy nổi hắn năm đó tròn vo, đi một bước nghỉ ba bước dáng vẽ. Đại lương nữ đế đăng cơ năm thứ năm, nữ đế tại trên triều đình chính thức hạ chỉ, mệnh đại tướng quân thượng quan viễn xuất 10 vạn tinh binh, viễn chinh nhung địch. Đại lương nhất thống trung nguyên không lâu, nhung địch cũng chính thức xuôi nam, song phương tại biên cảnh một vùng thường xuyên phát sinh xung đột. Hai năm trước, nữ đế liền hạ chỉ, điều đại tướng quân thượng quan viễn trấn thủ bắc quan, phòng liền là nhung địch người. Thượng quan viễn trấn thủ bắc quan sau, cùng nhung địch ở giữa chiến sự cũng tùy theo thường xuyên không ít. Nếu nói nhung địch người hận nhất đại lương vị kia, người này trừ thượng quan viễn ra không còn có thế là ai khác. Đồng dạng, nếu nói đại lương tướng sĩ bên trong, ai hận nhất nhung địch người, thượng quan viễn nhất định trên bản nổi danh. Đã từng hổ nữ, Bây giờ chấn uy trung lan tướng Phùng Tinh Dư, cùng tuyên uy trung lan tướng Mục Cảnh, cũng thế. Năm đó định viễn hầu chu quý trừng chết, để bọn hắn cùng nhung địch kết tử thù. Phùng Dụ Trân ngóng nhìn phương Bắc, tại cái kia phương hướng, đại lương tướng sĩ sẽ đối đầu mạnh nhất địch nhân, nàng cũng không mười phần nắm chắc có thể lấy thắng, nhưng lại biết này trận chiến sự tránh cũng không thể tránh. Đại lương nếu là lùi bước, chờ đợi liền sẽ là biên quan bách tính bị bắt cóc, nhung địch thiết kỵ đặt chân trung nguyên trung nguyên thật vất vả có sinh cơ sẽ thụ trọng thương nàng thu tầm mắt lại liền gặp linh lung cao mày đi tới chuyện gì nàng hỏi huyện chủ đại bạch tướng quân tình huống không phải rất tốt phùng dụ trân giật mình lập tức thở dài trẫm biết sống vài chục năm đại bạch ngỗng cũng coi là đạt đến ngỗng sinh viên mãn nghĩ nghĩ nàng lại nói trẫm đi nhìn một cái đi. Mặc dù năm đó nàng tổng yêu lấy đại bạch tướng quân làm thẻ đánh bạc uy hiếp hổ nữ, nhưng nàng cũng biết như thế có linh tính lại hộ chủ đại bạch ngỗng, đúng là khó được. Đại bạch tướng quân tình huống thật là không rất tốt, ghé vào thuộc về nó, giường bên trên đã chỉ có tiếng khí, không có ra tức giận, con mắt nửa rủ cục lấy vô luận quanh mình có cái gì vang động đều kích không dậy nổi nó nửa điểm phản ứng. Phùng dụ chân nhẹ nhàng vuốt nó tiếng tâm nghĩ đến năm đó cái này phách lối đại bạch ngỗng đủ loại hành vi trầm thấp thở dài khiến người ngoài ý đại bạch tướng quân thế mà nhìn nàng một chút thậm chí còn suy yếu cạc cạc hai tiếng phùng dụ chân vốt động tác của nó càng thêm nhu hòa nếu là cảm thấy vất vả vậy liền an tâm đi thôi của ngươi tiểu chủ tử nếu là biết cũng sẽ không hy vọng nhìn thấy ngươi như vậy vất vả đại bạch tướng quân giống như là nghe rõ nàng lại là hư nhược cạch cạch hai tiếng sau đó chậm rãi đóng lại con mắt nửa ngày về sau khí tức càng lúc càng yếu cho đến lại không khí tức thân thể cũng từng chút từng chút trở nên cứng ngắc phùng dụ trân trong lòng nói không nên lời là tư vị gì chỉ là phân phó cung nhân đem nó hảo hảo an táng miễn cho ngày sau hổ nữ trở về tìm không ra nó sở tại nhìn xem cung nhân đem đại bạch tướng quân bỏ vào đã sớm chuẩn bị xong hộp gỗ bên trong nàng không biết làm tại sao nghĩ đến đem hổ nữ tiếp trở về một màn kia. Lúc kia, còn không có gì chấn uy trung lan tướng Phùng Tinh Dư, có chỉ là một cái đen đúa gầy gò vô cùng bẩn lại, hung ác, tiểu nha đầu, cùng nàng cái kia đồng dạng hung ác đại bạch tướng quân. Lúc kia, cũng còn không có gì định viễn hầu chu quý trừng, có chỉ là tiếng cung không lâu người ngọc công tử. Thời gian như nước chảy vội vàng, hết thảy đã là cảnh còn người mất. Bắc quan tướng quân phủ bên trong, Phùng Tinh Dư đem đã thu mấy năm vải trắng nặng lại tìm được, đem nó quấn đến trên trán buộc chặt, lại đeo lên khôi giáp. Hôm nay, chính là Đại Lương cùng Nhung Địch chính thức khai chiến sau thứ nhất trận chiến, trên đầu nàng để tan xuất chinh, là muốn lấy hành động thực tế vì chết đi sư phụ báo thù. Nàng đi ra cửa phủ, đối diện liền thấy được đồng dạng một thân Nhung Trang một cảnh. Hai người khi nhìn đến đối phương trên trán một vòng bạch lúc, đều ngây ngẩn cả người. Chúng ta nhất định có thể nàng nghe được một cảnh thấp giọng, tràn ngập tự tin nói. Nàng dùng sức nhẹ gật đầu. Là, nhất định có thể. Bắt quan tình hình chiến đấu kịch liệt trình độ, Phùng Dụ Trân mặc dù chưa thể tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng đoán được. Chiến sự mặc dù trọng yếu, nhưng trong triều cũng cái khác rất nhiều chuyện trọng yếu không thể rời đi nàng. Nhất là đại lương mấy năm này chiến sự không ngừng, hao phí nhân lực, vật lực cùng tài lực đều là không ít, đã từng tích lũy cũng háo tổn bảy tám phần mười. Cũng là lão thiên gia chiếu cố, mấy năm này mưa thuận gió hòa, thêm nửa triều đình khuyên khóa dân nuôi tầm, quy mô khởi công xây dựng thủy lợi, nghĩ trăm phương ngàn kế đề cao sức sản xuất, mới không còn đến nhập không đủ suất tình trạng. Nhưng là, nhân vô cận ưu, tất có lo xa, phùng dụ trân cũng minh bạch đạo lý này, đối triều chính tự nhiên không dám có chỗ lười biếng. Ngày hôm đó, Đương nàng cùng đại thần trong triều thương nghị xong chính sự lúc, liền nghe được ninh đại phu qua đời tin tức. Nàng giật nảy cả mình, kém chút liền trong tay chén trà đều không có lấy ổn. Như thế nào đột nhiên như thế? Trẫm tháng trước gặp hắn vẫn là thật tốt. Bệ hạ quên, ninh đại phu đã 70 lớn tuổi, lần này cũng là vô tật mà chấm dứt, xem như hỷ tan. Liên kiều thở dài. Phùng dụ trân trầm mặt thật lâu. Đúng vậy a, à. Ninh lão đầu tử đều cao tuổi như vậy, một ngày này đến, cũng nên là đoán trước ở trong. Ninh đại phu khi còn sống lưu lại dặn dò, nhưng tiểu ninh đại phu đem hắn di thể hỏa tán, cho cốt phun vào sông Hộ Thành, nhưng hắn tung ở dưới cửu tuyền, cũng có thể có cơ hội nhìn thấy đại lương khai sáng thịnh thế đến. Phùng dụ trân cười khẽ, trong mắt lại có mơ hồ thủy quang. Này lão đầu tử, dù có chết, cũng muốn nhường trẫm không có thống khoái. Liên Kiều cũng rưng rưng gật đầu. Không phải sao. Lão đầu tử cả một đời làm theo ý mình, cũng chính là hắn, mới có thể nghĩ đến sau khi chết thành cho vung vào sông Hộ Thành. Hắn muốn vung vào sông Hộ Thành, trẫm liền tiễn hắn một đoạn đi. Mấy ngày sau, tiểu ninh đại phu ôm bình cho cốt, đi theo phùng dụ trân cùng Liên Kiều đến sông Hộ Thành Thượng Du, sau đó, đem bình cho cốt trịnh trọng giao cho nữ đế. Phùng dụ trân tiếp nhận, nhẹ nhàng vuốt ve bóng loáng cái bình trầm thấp thở dài một tiếng nhổ cái nắp nắm lên trong vò tro cốt từng chút từng chút rơi vải nhập sông hộ thành mạng sống chi ân không thể báo đáp nguyện tận quãng đời còn lại chi lực dâng lên thái bình thịnh thế lấy an ủi anh linh ngươi năm nay có tính toán gì không có thể nghĩ tiếng thái y viện lo liệu xong ninh đại phu thân hậu sự về sau phùng dụ trân hỏi tiểu ninh đại phu tiểu ninh đại phu lắc đầu Chần chờ một lát nói thảo dân nghĩ đến bắc quan đương một tên quân y phùng dụ trân có chút ngoài ý muốn ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng rồi suy nghĩ kỹ càng thảo dân liền là muốn vì các tướng sĩ cố gắng hết sức mọn phùng dụ trân yên lặng nhìn hắn một lát cuối cùng là thở dài cũng được trẫm tựa như ngươi mong muốn đi đầu tháng sau ba triều đình sẽ có vận chuyển về bắc quan đồ quân nhu đến lúc đó ngươi liền cùng bọn hắn cùng lúc xuất phát đi. Tiểu ninh đại phu đại hỷ, bịch một chút quỳ rạp xuống đất. Đa tạ bệ hạ. Nhìn xem tiểu ninh đại phu vui mừng hớn hở trở về thu thập bóng lưng, nghĩ đến ở xa bắc quan hổ nữ cùng một cảnh, cùng vô số tuổi trẻ tài cao tướng sĩ, phùng dụ trân mỉm cười, cảm thán nói. Đại lương có dạng này sau nhất đại, lo gì không thành được đại nghiệp. Vậy cũng phải gặp gỡ minh quân, mới có thi triển khát vọng cơ hội. Liên Kiều trả lời. Phùng Dụ Trân cười cười, không tiếp tục nói. Ba năm sau, tại Đại Lương quân đem nhung địch làm cho lui về Đại Mạc ngàn dặm sau, nữ đế hạ chỉ thu binh. Đại thần trong triều thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Cốt cốt, cuối cùng là có chậm khẩu khí thời điểm, bọn hắn thật đúng là sợ bệ hạ sẽ cùng nhung địch không chết không thôi đánh xuống. Liền xem như các tướng sĩ còn đánh cho lên, quốc khố cũng hao không nổi a. À. Nhớ năm đó, quất khố cái kia tràn đầy nha, bây giờ đâu? Liền không có đầy thời điểm. Phàm là có chút muốn đầy dấu hiệu, lại muốn móc ra hơn phân nửa cho tiền tuyến đưa đi, để cho người ta nhìn đều đau lòng. Mặc dù lần này không có triệt để diệt đi nhung địch, nhưng là triệt để đã diệt đối phương khí diễm, nhưng nhung địch thiết kỵ chiến vô bất thắng lời đồng thành triệt để buồn cười, cũng đại đại tăng trưởng đại lương tướng sĩ sĩ khí. Nữ đế đảo tiền tuyến đưa về thỉnh công tấu chương, thượng thủ tên thứ nhất chính là Phùng Tinh Dư, trong lòng lại là vui mừng lại là đau lòng. Kỳ thật ba năm này, tiền tuyến cũng không ngừng truyền về các loại tin tức, trong đó không hiện có trung lan tướng Phùng Tinh Dư đủ loại anh dũng sự tích. Triều chính trên dưới đều biết, năm đó nuôi dưỡng ở bên cạnh bệ hạ cái kia tiểu huyện chủ, bây giờ đã thành lệnh nhung địch người nghe tin đã sợ mất mật nữ sát thần. Nghe đồn nàng lực có thế gánh đỉnh, có thế cầm thương làm tiễn bắn giết nhung địch thiết kỵ thủ lĩnh, cũng có thế độc thân xâm nhập trại địch bằng sức một mình chém giết địch thủ ba ngàn tù binh quân địch chủ tướng phùng dụ trân tự nhiên cũng nghe đến những tin đồn này nhất thời im lặng lại nghe đồn xuống dưới cái kia hổ nha đầu danh tự đều có thể dừng tiểu nhi khóc đêm bất quá lúc này nàng chỉ là nhẹ nhàng vuốt cái tên đó lẩm bẩm lần này hẳn là sẽ trở lại đi này đều mấy năm thọ khang hài tử đều có thể đầy đất chạy nàng nếu là vẫn chưa trở lại. Nếu là vẫn chưa trở lại, lại muốn như nào? Phùng Dụ Trân nghĩ nghĩ, nhìn không được cười lên. Nếu là không trở lại, nàng thật đúng là không thể cầm cái kia hổ nha đầu thế nào. Bất quá cũng may, nửa năm sau, nàng vẫn là chờ trở về Khải Hoàng Hồi Triều Đại Quân. Đã vinh thăng chấn uy tướng quân Phùng Tinh Dư cũng ở trong đó. Chính minh điện bên trong, nữ đế ngồi cao bảo tọa, nhìn xem theo sát sau lưng thượng quan viễn tiến điện cái kia mặc dù mảnh mai, có thế toàn thân bên trên lại tràn ngập túc sát chi khí thân ảnh quen thuộc, kém chút thất thố. Ngược lại là Phùng Tinh Dư khi nhìn đến trên bảo tọa gì lúc, ánh mắt sáng lên, toàn thân túc sát chi khí cũng tiêu tán theo mấy phần. Thần thượng quan viễn, thần Phùng Tinh Dư, thần mục cảnh, tham kiến bệ hạ. Ba đạo trịch địa hữu thanh to thanh âm trong điện vang lên, triều thần ánh mắt cũng bất tri bất giác rơi xuống trong điện ba người trên thân. Mà nghe đồng lực có thế gánh đỉnh, phùng tướng quân, nhận được ánh mắt là nhiều nhất. Miễn lễ. Nữ đế bình tĩnh nói. Phùng tinh dư thừa dịp tạ ơn đứng dậy cơ hội, cực nhanh đi lên thủ nhìn một cái, thành công đối mặt trong trí nhớ cặp kia ôn hòa ánh mắt. Cái mũi của nàng chua chua, vội vàng che giấu đi. Triều hội tán đi sau, nàng một mặt muốn nói lại thôi nhìn về phía thượng quan viễn thượng quan viễn làm sao không biết tâm tư của nàng bất quá lại cố ý nói ngươi cùng một cảnh hai người theo ta đến hứa đại tướng quân phủ thượng uống hai chén hứa dược bình cười to nói tốt tốt nhanh tha đứa nhỏ này đi rượu này lúc nào uống không thành thượng quan viễn cũng là một trận cười to bất quá cuối cùng là buông tha nàng đi thôi Phùng Tinh Dư nói tiếng cảm ơn, giống như bay liền hướng Minh Đức Điện phương hướng chạy tới. Một cảnh vô ý thức muốn đuổi theo, nhưng rất nhanh liền lại nghĩ tới cái gì, lập tức thu chân về bước, nói. Không bằng ta bồi hai vị tướng quân uống một chén A. Thượng quan viễn khẽ giật mình, một chút nghĩ liền minh bạch, gật đầu nói. Như thế cũng tốt. Đi, đêm nay không say không về. Một cảnh tòng quân lúc chưa đầy 18, vẫn là ở tại trong cung. Thế nhưng là trải qua mấy năm, hắn đã qua tuổi mới 20, dù không ở kinh thành, có thế Triều đình liền hắn Đoan Vương phủ đều vì hắn thành lập xong được, tự nhiên không tiện hồi cung bên trong ở lại. Chỉ là cái kia Đoan Vương phủ, hắn cho tới bây giờ chưa từng ở qua một ngày, giờ phút này nhường hắn trở về, khó tránh khỏi có chút cô thanh. Lại nói Phùng Tinh dư một đường chạy vội, lại tại chỗ rẽ lúc đụng phải rõ ràng đang đợi mình nữ đế nhìn xem giống nhau trong trí nhớ uy nghiêm nhưng lại không mất từ ái gì, nàng cái mũi chua chua, góp nhặt nhiều năm ủy khuất lập tức liền dâng lên. Gì? Nha, đây không phải lực có thế gánh đỉnh, bằng sức một mình giết địch ba ngàn, tù binh địch tướng phùng tướng quân A. Nữ đế âm dương quái khí đạo. Khó được gặp nàng bộ dáng như thế, liên kiều kém chút cười ra tiếng, vội vàng nén cười cúi đầu. Ai vậy? Phùng tướng quân là ai? ta không biết. Phùng Tinh Dư lập tức một mặt nghiêm nghị nối liền lời nói. Phùng Dụ Trân cười nhạo, dùng sức bóp lấy nàng má bên thịt mềm. Trẫm để ngươi không trở về nhà. Trẫm để ngươi lực có thế gánh đỉnh giết địch ba ngàn tù binh địch tướng. Nàng điểm ấy cường độ đối đã thân kinh bách chiến Phùng Tinh Dư tới nói, hoàn toàn không thấu đáo nửa điểm uy hiếp, có thế nàng vẫn là chứa bị siết đến rất đau bộ dáng oa oa kêu cầu xin tha thứ. Đau 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 mau buông tay mau buông tay, về sau không dám. Thật không dám. Phùng dụ trân không để ý tới nàng, càng thêm dùng sức bóp, thẳng đến cảm giác trong lòng cái kia cổ lửa đánh tan mới buông tay. Gặp nàng hết giận, Phùng tinh dư lập tức thân thân nhiệt nhiệt ôm tay của nàng, nũng nịu mà nói. Gì, mấy năm này người ta có thể nghĩ ngài, một mực vẫn muốn. Phùng dụ trân lại là một tiếng cười nhạo, rõ ràng không tin nàng lời này. Phùng Tinh Dư cũng không thèm để ý, dù sao gì này khẩu xà tâm Phật bộ dáng, từ nhỏ nàng liền kiến thức nhiều. Nàng xuất ra khi còn bé dính người bản sự, có thế kình quấn lấy nàng nũng nịu khoe mẽ, rốt cục làm cho đối phương mặt lại kéo căng không kín. Đều bao lớn người, sao còn giống khối kẹo da trâu đồng dạng, xé đều xé không ra, thật nên để ngươi những cái kia đồng bào tới nhìn ngươi một chút bộ dáng này. Phùng Dụ Trân tức giận nói. Mặc dù miệng bên trong ghét bỏ, có thế nàng vẫn là lôi kéo nhiều năm không thấy hài tử, từ trên xuống dưới nghiêm túc đánh giá một phen. Gầy, cũng cao lớn. Những năm này, chịu không ít khổ đầu a. À. Phùng tinh dư nhẹ gật đầu, tựa sát nàng, thấp giọng đem mấy năm này trải qua từng cái hướng nàng nói tới. Đương nhiên, này ở trong trải qua vô số lần thụ thương, đều bị nàng khinh miêu đạm định hơi quá khứ. Nàng mặc dù không nói, có thế phùng dụ trân lại như thế nào sẽ không biết, chỉ là nhẹ nhàng lấy mái tóc dài của nàng, lặng lặng nghe nàng. Ta nghĩ trễ chút đêm chu thúc thúc dời hồi kinh bên trong an táng, hắn khi còn sống như vậy hy vọng nhìn thấy trung nguyên nhất thống, thịnh thế tái hiện, ta muốn để hắn nhìn cho thật kỹ, hết thảy như ước nguyện của hắn. Phùng dụ trân khẽ vuốt nàng tóc dài động tác dừng một chút, rất nhanh liền che giấu đi qua. Ngươi muốn làm cái gì cứ làm đi. Chiến sự lắng lại, không cần lại thường thường từ quốc khố, kho lúa số lớn số lớn quân đồ, triệu chính trên dưới giống niên cùng bình thường, từng cái ma quyền sát trưởng, nhiệt tình mười phần, hận không thể lập tức liền đem rỗng không ít quốc khố, kho lúa lấp đầy. Nhưng không lâu sau đó, liền có triều thần đưa ra sắc lập thái tử sự tình. Dù sao, nữ đế mặc dù chính vào tráng niên, nhưng cũng không thai ngén ruột thịt cốt nhục, này kế thừa người vẫn là phải sớm một chút xác lập lên, liền đem đến vạn nhất có cái gì, cũng không sợ khởi loạn tử. Nếu là ngày trước, triều thần chính là biết việc này hẳn là sớm xác định, nhưng trở ngại một mực không có cái gì người tốt tuyển, cũng sẽ không như vậy nhanh liền nhất lên. Nhưng là, bây giờ đã tuôn ra một cái rất có thái tổ hoàng đế di phong đoan vương một cảnh, người này tuyển lập tức liền sáng suốt. Thái tổ hoàng đế tứ tử, an vương, phế đế, duệ vương đều đã vòng quá một hồi, nói lý lẽ như thế nào đi nữa cũng nên đến phiên đoan vương. huống hồ đoan vương hầu từ hiếu, lại tố cùng phùng tướng quân giao hảo, người này tuyển, bệ hạ sẽ không có cái gì bất mãn mới là. Triều thần nhiều lần suy tư, tuy có ý dân tấu chương mời chỉ, nhưng lại vừa nghĩ tới năm đó khuyên đoan vương kế vị, bị đối phương mắng to một trận, lập tức lại có chút rút lui. Năm đó đoan vương mới vào trong quân, mắng lên người đến trả như vậy không nể mặt mũi, bây giờ trong quân đội lăn lộn nhiều năm như vậy, hiểu siêu biết mắng lên người đến có thể hay không càng không nể mặt mũi từng tuổi này lại bị người chỉ vào cái mũi mắng vậy liền thật sự là gánh không nổi người này có thế mặc dù như thế vắng lạnh mấy năm đoan vương phủ tại đón về chủ nhân về sau cũng rốt cục bắt đầu náo nhiệt lên mỗi ngày trước cửa phủ đều là ngựa xe như nước thân là trong triều chạm tay có thể bỏng đại tướng thượng quan viễn tự nhiên cũng biết triều thần dự định hắn chắp tay sau lưng kinh ngạc nhìn nhìn về phía hoàng lăng sở tại phương hướng thật lâu không nói gì thái tử chi vị a à? nếu là ngày trước hắn nhất định không chút do dự ủng hộ một cảnh chỉ là từ khi biết được năm đó dốc hết sức ủng hộ nữ đế đăng cơ chu huynh chính là hoàng hồn thái tổ hoàng đế sau mấy năm này hắn rất nhiều ý nghĩ đều có cải biến nhưng là hắn có thể khẳng định là bất kể như thế nào hắn đều sẽ một mực ủng hộ một đại ca sở tác mỗi một cái quyết định thủ hộ hắn muốn bảo vệ hết thảy hắn suy đi nghĩ lại rốt cục có một cái quyết định. Nghe nói thượng quan tướng quân muốn gặp chính mình lúc, Phùng Tinh Dư ngay tại đại bạch tướng quân cái kia nho nhỏ trước mộ phần. Nàng không dám trì hoãn, vội vàng sửa sang lại một phen liền xuất cung đi. Đại bọn hạ nhân dẫn nàng đến thượng quan viễn sở tại thư phòng lúc, gặp một cảnh cũng trong phòng, nàng cũng không thấy đắc ý bên ngoài. Thuộc hạ tham kiến đại tướng quân. Thượng quan viễn nói một tiếng, miễn lễ, sau đó nói thẳng, thừa dịp bây giờ biên quan không chiến sự, hai người thuận tiện thành cái thân, lại đem hài tử sinh cả đời đi. Chính uống nước trà phùng tinh dư bị sặc đến lớn tiếng ho khang, chính là một cảnh cũng là trợn mắt hốc mồm. Thuận, thuận tiện thành cái thân, lại đem hài tử sinh cả đời. Nàng tốt một lát mới chậm tới, không dám tin tưởng nói. Một cảnh cũng lấy lại tinh thần, há hốc mồm muốn nói điều gì, có thể nghĩ nghĩ, đến cùng vẫn là đem lời nói nuốt trở về. Thượng quan viễn chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu. Không sai, bản tướng cảm thấy an bài như vậy không còn gì tốt hơn. Bây giờ trên triều đình không phải kêu muốn lập thái tử a, bản tướng suy đi nghĩ lại, này thái tử nhân tuyển, ai cũng không thích hợp. Thích hợp nhất chính là hai người kết hợp về sau sinh ra tới hài tử, đã có Phùng Thị huyết mạch, lại có Mục Thị huyết mạch, các ngươi yên tâm, mặc kệ sinh ra tới chính là nam hay nữ, bản tướng đều sẽ dốc hết sức ủng hộ hắn nàng leo lên hoàng vị, phùng tinh dương ngây dại, một cảnh đôi mắt chớp lên chương 75 buồn trôi qua bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio. Com 75 thượng quan viễn càng nói càng cảm thấy cái chủ ý này quả nhiên là không thể tốt hơn mà lại hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, xem như thanh mai trúc mã, những năm này lại là cùng nhau xuất sinh nhập tử, tình cảm thâm hậu kết làm vợ chồng cũng là thuận lý thành chương sự tình. Này thành thân, lại thuận tiện sinh mấy đứa bé. Phùng Tinh Dư gặp hắn càng nói càng cấp trên, rốt cục nhịn không được ngắt lời hắn. Tướng quân, có chút vợ chồng thành hôn nhiều năm một mực không có hài tử, có thế riêng phần mình gả cưới sau, lẫn nhau đều có thân sinh cốt nhục. Cho nên nói, sinh con cũng phải xem duyên phận, không phải gà mái đẻ trứng, thanh khách một tiếng một cái, thanh khách một tiếng lại một cái một cảnh. Cũng là không cần hình dung đến như vậy chuẩn xác. Thượng quan viễn. Thượng quan viễn hắn giọng, nhìn về phía từ đầu đến cuối không có nói chuyện một cảnh. Ngươi nói thế nào? Một cảnh chần chờ một lát, nói. Tinh dư nói đúng, hài tử sự tình thật là muốn nhìn duyên phận, không vội vàng được. Gặp hắn tán đồng mình, Phùng Tinh dư lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cũng may một cảnh còn có lý trí, nào giống đại tướng quân như vậy sau một khắc, nàng lại nghe được một cảnh không nhanh không chậm nói. Bất quá, thuộc hạ cảm thấy, đại tướng quân nửa trước cái đề nghị rất tốt. Thượng quan viễn cùng Phùng Tinh Dư đều là sững sờ, nhưng hai người rất nhanh liền phản ứng lại, thượng quan viễn càng là cười ha ha, dùng sức hướng một cảnh trên bờ vai vỗ. Tiểu tử ngươi gian trá a. À. Phùng Tinh Dư vỗ tráng, tức giận trừng một cảnh một chút. Ngươi cũng đừng làm loạn thêm. Một cảnh nghiêm mặt nói ta cũng không phải tại thêm phiền, mặc dù là đại tướng quân trước nói lên hôn sự, nhưng cũng là ta nhiều năm tâm nguyện, chỉ là khổ vì không biết nên nói như thế nào lối ra. Dù sao, hắn thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, dù sao ta cũng nhìn ra được, ngươi một mực chỉ coi ta là thành hảo huynh đệ tốt đồng bào, không từng có quá tình yêu nam nữ. Cho nên đây mới là nhất làm cho đầu hắn chỗ đau. Từ nhỏ liền nhận biết, lại cùng nhau xuất sinh nhập tử nhiều năm đối lẫn nhau thật sự là quá quen thuộc lại nơi nào sẽ muốn lấy được nơi khác đi nếu không phải tiểu ninh đại phu đến thấy được nàng đối tiểu ninh đại phu thân cận lúc trong lòng của hắn không thoải mái đoán chừng cũng sẽ không phát giác chính mình vậy mà đối nàng lên tâm tư khác phùng tinh dư triệt để ngây dại thượng quan viễn nhíu nhíu mày ông cánh tay dựa vào thành ghế một mặt xem kịch vui biểu lộ tiểu tử này có thể a à, tâm tư này giấu có thế đủ sâu một cảnh có chút không được tự nhiên bất quá biết rõ cơ hội ngàn năm một thuở này mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào hắn đều không nghĩ lại đem những này tâm sự giấu ở đáy lòng cho nên hắn hắn giọng nhìn nhập phùng tinh dư đáy mắt chỗ sâu nghiêm túc nói cho nên ta muốn cưới ngươi chỉ là bởi vì trong lòng chỗ duyệt cùng ngươi là nhà ai nữ nhi không có quan hệ phùng tinh dư khó được cà lâm có thế thế nhưng là Thế nhưng là ta vẫn muốn kén rễ A. À. Một cảnh gãi gãi cái óc. Ở rễ mà nói cũng không phải không thể, chỉ là sẽ rất phiền phức. Trên triều đình những cái kia lão thất phu, khẳng định phiền đến không dứt. Mà lại ta đều có phủ đệ của mình, ngươi trực tiếp cả tiến đến đương nữ chủ tử, còn có thể vì triều đình tiết kiệm một tòa tòa nhà, chẳng phải là tốt hơn. Nếu là ngươi muốn kéo dài phùng thị, thế thì dễ dàng, tương lai sinh hạ đứa bé thứ nhất liền nhường hắn họ phùng chính là thượng quan viễn nghe nghe liền cảm giác không được bình thường vội vàng đánh gãy hắn chờ chút làm sao sinh ra tới đứa bé thứ nhất muốn họ phùng không thể a à, dù sao mặc kệ là họ phùng vẫn là họ mục đều là con của chúng ta có cái gì không đồng dạng một cảnh không để ý địa đạo lời tuy là như thế nhưng là chờ một chút ta cũng không có đáp ứng muốn gả hắn sao các ngươi ngay cả ta về sau hài tử họ gì, đều thay ta cho quyết định. Phùng Tinh Dư bị bọn hắn mang đến có chút thiên mạch suy nghĩ, rốt cục trở về quỹ đạo. Nàng đều không có đáp ứng chứ, hai người này có thể hay không kéo tới quá xa. Ngươi không muốn sao? Một cảnh mặt mũi tràn đầy thất vọng, nhìn về phía ánh mắt của nàng mang theo một điểm nhỏ ủy khuất, một điểm nhỏ ảm đạm. Phùng Tinh Dư khi nào gặp hắn bộ dáng như vậy, ngượng ngùng nói liền là cảm thấy quá đột nhiên thật là quá đột nhiên ta ta phải suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ thật kỹ đi ngươi suy nghĩ thật kỹ ngày khác lại cho ta trả lời chắc chắn gặp nàng không có nói rõ cự tuyệt một cảnh ánh mắt sáng lên lập tức lại cảm thấy tràn đầy hy vọng tốt 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 ta ta đột nhiên nhớ tới còn có việc liền đi về trước nàng cười ha hả nơi nào còn dám lưu lại lung tung tìm cái lý do liền chuồn mất. Thượng quan viễn khi nào gặp qua nàng như vậy chạy trối chết bộ dáng chật vật, lại nhịn không được cười ha ha. Có ý tứ, coi là thật có ý tứ. Hài tử xuất cung một chuyến, trở về cả người liền có chút mất hồn mất vía, phùng dụ trân nhìn ở trong mắt, bất quá nhưng không có truy vấn. Vẫn là phùng tinh dư nhịn không được, lặng lẽ đem hôm nay phát sinh sự tình nói cho nàng, cuối cùng lắp bắp hỏi. Gì, ngài, ngài thấy thế nào? Phùng Dụ Trân không nghĩ tới Thượng quan Viễn Thế mà lại đề xuất đề nghị như vậy, nhất thời có chút ngoài ý muốn, lại nghe nàng như vậy hỏi mình, mỉm cười. Vì thấy thế nào không trọng yếu, mấu chốt là ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi cùng một cảnh thuở nhỏ quen biết, lại cùng nhau trải qua như vậy nhiều sự tình, đối với hắn hiểu rõ, chỉ sợ so trẫm còn nhiều hơn. Hắn phẩm hạnh như thế nào, có thể đáng giá ngươi phó thác chung thân, trẫm tin tưởng, không có người so chính ngươi rõ ràng hơn. Phùng Tinh Dư thở dài, giống khi còn bé như vậy tựa sát nàng, nho nhỏ giọng mà nói. Kỳ thật, Thượng quan Tướng Quân có một câu để cho ta rất tâm động. Hắn nói, một cái đã có Phùng Thị huyết mạch, lại có một Thị huyết mạch hài tử, là thích hợp nhất kế thừa đại thống. Phùng Dụ chân nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của nàng, không nói gì. Không sai, có dạng này huyết mạch người đúng là thích hợp, mặc kệ là đối những cái kia ngóng trong tương lai có thể còn chính tại một thần tử vẫn một mực trung tâm đi theo nàng hạ thần đều có thể đạt tới một cái tốt nhất cân bằng vì vẫn là câu nói kia mấu chốt muốn nhìn ngươi ngươi nếu là thích mặc kệ hắn là họ mục vẫn là giới tính cái gì đều tùy ngươi vì đã có thế ngồi bên trên bây giờ vị trí này đối tương lai sự tình tự nhiên có chỗ chuẩn bị làm sao cần ngươi hy sinh chính mình chung thân đại sự Phùng Tinh Dư trong ngực nàng cọ sát, có chút ngượng ngùng nói. Cũng là không thể nói có thích hay không, liền là cảm thấy khó chịu. Rõ ràng người ta coi hắn là làm huynh đệ tốt nhất. Phùng Dụ Trân cười khẽ. Đoán chừng lúc trước hắn phát hiện chính mình, thế mà đối hảo huynh đệ sinh không nên có tâm tư, sợ là so hiện nay ngươi càng khó chịu. Phùng Tinh Dư nghĩ nghĩ, giống như thật là có một đoạn thời gian, một cảnh cũng không dám nhìn nàng. Nàng lập tức liền tâm lý thăng bằng. Đến, chỉ cần không phải đành phải nàng một cái khác xoay là được. Đãi khó chịu cô nương rời đi sau, Liên Kiều lúc này mới thở dài, nói. Duy nhất may mắn chính là, đoan vương còn tính là miễn cưỡng xứng với huyện chủ. Phùng dụ trân nhịn không được cười lên. Có thể được Liên Kiều cô cô khen một câu, miễn cưỡng xứng với, có thể thấy được đoan vương thật là không sai. Liên Kiều làm sao không biết nàng tại dễu cực chính mình bất quá cũng không thèm để ý. Tiếp xuống mấy ngày, một cảnh năm thì mười họa liền xuất hiện tại phùng tinh dư trước mặt, cũng không nói chuyện, chỉ là dùng cái kia tràn ngập ánh mắt mong đợi thẳng nhìn thấy nàng. Phùng tinh dư trong lòng khó chịu kình còn chưa qua đâu, bị hắn như vậy chầm chầm đến tê cả da đầu, cười ngượng ngùng vài tiếng liền trùng mất, hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng tấm kia trong nháy mắt trở nên ảm nhiên mặt. Mặc dù một mực không chiếm được muốn đáp án, nhưng đối phương cũng không có cự tuyệt vậy đại biểu vẫn là có hy vọng cho nên một cảnh cũng không nản chí vẫn là vừa có cơ hội liền đi chắn người vẫn như cũ là dùng cái kia đầy tràn chờ đợi ánh mắt nhìn qua nàng chờ đợi đối phương cho mình một cái hài lòng đáp án như thế mấy cái vừa đi vừa về phùng tinh dư đều có chút sợ hãi nhìn thấy hắn đúng lúc gặp lúc này phía nam truyền về tin tức tấn quốc quân đội phạm một bên nàng không nói hai lời liền mời chỉ xuất chinh Đại Lương thống nhất Trung Nguyên về sau, liền cùng Tấn Quốc tạo thành hoạch sông mà trị chi thế. Tấn Quốc dựa vào nơi hiểm yếu, tại Trung Nguyên chiến loạn không nghĩ tình huống dưới, tạo thành một cái tương đối yên ổn cục diện. Bây giờ Trung Nguyên toàn bộ đặt vào đại lương bản đồ, lại thêm chi trước đây không lâu đại lương còn đem khí thế hung hung dung địch người chạy về đại mạc, Tấn Quốc liền ngồi không yên, thừa dịp đại lương trải qua chiến sự binh lực hao tổn thời khắc, rốt cục lấy dũng khí chỉ huy bắt phạt ý muốn trở lại trung nguyên phúc địa nhất thống thiên hạ phùng dụ trân lược suy tư một lát lợi dụng hứa dược bình là chủ tướng phùng tinh dư làm tiên phong lãnh binh xuôi nam ứng đối tấn quân dùng cái này đồng thời rốt cục có triều thần tại triều sẽ lên chính thức đề nghị nữ đế sắc lập đoan vương vì thái tử có người bắt đầu tự nhiên liền có không ít người đi theo phụ họa nữ đế thần sắc không thay đổi chỉ là nhìn về phía trong điện có chút mất hồn mất phía một cảnh ấm giọng hỏi. Đoan Vương ý tứ đâu? Một cảnh tâm tư đều đi theo vui mừng hớn hở lĩnh chỉ mà đi phùng Tinh Dư đi, làm sao cũng không nghĩ tới đối phương vì trốn tránh chính mình, thế mà đều không có hướng hắn lộ ra nửa câu liền mời chỉ xuất chinh. Nha đầu đi nghĩ đối với mình tránh mà không thấy. Nghĩ hay lắm. Sơn chẳng phải gia, gia tự đi liền sơn là được. Vương gia, Vương gia. Bỗng nhiên có người nhẹ nhàng đụng đụng cánh tay của hắn hắn lấy lại tinh thần vẫn có chút không biết rõ tình trạng cái gì bệ hạ đang hỏi ngài lời nói đâu đứng được cách hắn gần nhất triều thần cực nhanh nhắc nhở tra hỏi hỏi lời gì một cảnh ngẩn ngơ đang muốn nhường người kia lại cho chính mình một điểm nhắc nhở thượng thủ nữ đế đã lại lần nữa lên tiếng đoan vương mới đang suy nghĩ gì đấy nghĩ đến đến liền sơn hắn không chút nghĩ ngợi trả lời Phùng Dụ Trân. Chúng triều thần. Triều hội bên trên còn dám đào ngủ, cũng liền vị gia này. Phùng Dụ Trân im lặng dây lát, rốt cục vẫn là bất đắc dĩ nói. Vi Khanh mới hướng Trẩm đề nghị xác lập ngươi vì thái tử, mấy vị Khanh gia cũng biểu thị đồng ý, Trẩm muốn hỏi một chút ngươi ý tứ. Không được. Duệ vương đều không làm sự tình, làm gì đẩy lên thần trên đầu. Huống hồ, thần chí không ở chỗ này, Càng đảm đương không nổi nặng như vậy trách nhiệm Hắn lập tức đem đầu lắc đến như là trống lúc lắc Trong mắt đột nhiên lăng lông lốc nhất chuyển Lại nói Bất quá Thần cũng có một chuyện nghĩ mời bệ hạ cho phép Chuyện gì Thần nguyện đi theo hứa đại tướng quân xuất chinh Mời bệ hạ cho phép Hắn lập tức quỳ xuống đất Lớn tiếng nói Phùng dụ trân lập tức liền minh bạch hắn mới câu kia Đến liền sơn là có ý gì Nàng nhíu nhíu mày cũng không nói đồng ý lại không nói không đồng ý mà là ngược lại hỏi tới cái khác chính sự gặp nàng không cho mình một cái lời chắc chắn một cảnh cũng không thất vọng dù sao không có trực tiếp cự tuyệt liền đại biểu có hy vọng đại triều hội tán đi về sau hắn mặc dạng mày dày đi theo phùng dụ trân đến minh đức điện bệ hạ thần nguyện đi theo hứa đại tướng quân xuất chinh đem tấn quốc người đánh về quê quán để bọn hắn biết đại lương lợi hại Phùng Dụ Trân cười như không cười nhìn qua hắn. Coi là thật chỉ là vì nguyên nhân này. Đây cũng không phải, hay là vì một người, không muốn để cho nàng trốn tránh quá mức tự tại. Một cảnh đàng hoàng trả lời. Phùng Dụ Trân yên lặng nhìn hắn một lát, không nhanh không chậm nói. Triều thần đề nghị trẫm sắc lập ngươi vì thái tử, trẫm thờ ơ nhìn ngươi những năm này, bằng tâm mà nói, này trữ quân chi vị, lấy ngươi bây giờ chi năng, thật là ngồi. Bệ hạ nói quá lời. Bệ hạ xuân thu chính thịnh, lập trữ sự tình, không khỏi quá sớm chút. Chính như thần tại đại điện lời nói, thần chí không ở chỗ này. Một cảnh thản nhiên đón tầm mắt của nàng, bình tĩnh trả lời. Nghĩ nghĩ, trong mắt lăng lông lốc nhất chuyển, trước hết khuôn mặt tươi cười tiến lên mấy bước. Bệ hạ đã cảm thấy thần có tài có có thế, không bằng cho thần ban thưởng cái cưới, như thế nào. Phùng Dụ Trân nơi nào nghĩ đến tiểu tử này thế mà da mặt dày thành bộ dáng như vậy, tức giận nói. Trẫm chưa từng làm loạn điểm nguyên ương sự tình. Làm sao có thể nói là loạn điểm nguyên ương đâu. Bệ hạ bất quá là vì một đôi ông trời tác hợp cho dệt hoa trên gấm mà thôi. Phùng Dụ Trân liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp đuổi người. Ngươi trở về đi. Trẫm lúc này chính sự bận rộn, không có công phu để ý đến ngươi một cái mục đích đều không có đạt tới, một cảnh có chút bất mãn, nhưng đến cùng không dám ở này làm càng, chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện đi. Mãi cho đến hắn rời đi, Phùng Dụ Trân mới từ ngước mắt, quan sát hắn rời đi phương hướng, khẽ lắc đầu. Đoan vương không hợp tác, nữ đế cũng không kiên trì, lập trữ một chuyện liền như vậy lướt qua, tự nhiên có hy vọng tương lai nữ đế có thể còn chính tại một triều thần vô cùng thất vọng. Bất quá nghĩ lại, thái tổ hoàng đế các con còn trẻ, mà nữ đế chung quy là trưởng bối, sớm muộn có một ngày sẽ đi ở phía trước, liền lại yên tâm thoải mái. Dù sao nữ đế nhà mẹ đẻ không người, này hoàng vị làm sao truyền, tương lai cũng tất nhiên sẽ truyền về mục thị trên tay, tạm chờ lấy là được. Mới nhậm chức thái thường khanh từ bá chiếu, chính là một thành viên trong số đó. Năm đó mặc dù bị tình thế ép buộc ủng hộ nữ đế đăng cơ, nhưng tư tâm bên trong vẫn là hy vọng tương lai có thể còn chính tại mục thị không có cầu được tứ hôn thánh chỉ cũng không có được cho phép theo đại quân xuất chinh một cảnh tự nhiên không cam tâm năm thì mười họa liền tiến cung mời chỉ thế nhưng là phùng dụ trân không chút nào để ý tới hắn cho nên cuối cùng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn phùng tinh dư đi theo hứa dược bình đại quân xuôi nam phùng dụ trân nhìn qua đi xa đại quân thật lâu trầm thấp thở dài bệ hạ là không yên lòng huyện chủ A. Liên Kiều hỏi. Nơi nào có thế hoàn toàn yên tâm được, chỉ là đường là chính nàng chọn, trẫm tuy là trưởng bối của nàng, lại không làm tốt nàng làm lựa chọn. Cho nên bệ hạ lúc này từ đầu đến cuối không chịu nhả ra nhường Thụy Vương xuất chinh, cũng là nghĩ lấy cho huyện chủ nhiều chút thời gian suy nghĩ kỹ càng. Phùng Dụ Trân cười khẽ. Nhà đầu kia nơi nào sẽ cân nhắc, chỉ lo không được tự nhiên đem hai người họ tách ra, nhưng nàng vượt qua trận này không được tự nhiên, nàng tự nhiên liền có đáp án. Liên Kiều đang muốn nói cái gì, một trận gió thổi tới, nàng không khỏi sợ run cả người. Phùng Dụ Trân tự nhiên phát hiện, nhíu nhíu mày, trẫm nhìn ngươi hôm nay sắc mặt không phải rất tốt, nhưng có mời thái y xem bệnh qua. Nơi nào liền cần mời thái y, bất quá là thời tiết chuyển lạnh, thân thể nhất thời không có chuyển biến tới, hơi cảm thấy có chút lạnh mà thôi. Liên Kiều vô tình đạo. Phùng Vũ Trân xem xét nàng một lát, ngang ngược nói. Hôm nay bắt đầu ngươi liền không cần đương sai, trước tiên đem thân thể điều dưỡng tốt lại nói. Liên Kiều muốn nói không cần, nhưng gặp nàng kiên trì như vậy, cũng chỉ có thể đồng ý. Chỉ là nàng nhưng không có nghĩ đến, nguyên lai tưởng rằng bất quá là nho nhỏ cảm lạnh, nào nghĩ tới đức quảng một mực không có cách nào triệt để khỏi hẳn, luôn luôn lúc tốt lúc xấu, nhưng nàng phiền đến không được phùng dụ trân gặp nàng vì thế nôn nóng không thôi, tức giận nói: "Này bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ, huống hồ lại không năm gần đây nhẹ thời điểm, sao có thể lập tức thuận tiện hoàn toàn, ngươi chính là tính tình gấp." Liên Kiều cũng biết mình gần nhất đúng là vội vàng sao động chút, bất đắc dĩ nói: "Bệ hạ dạy rất đúng, Liên Kiều sẽ an tâm tĩnh dưỡng." Nói đến liền đến, nàng coi là thật cố gắng kiềm chế trong lòng nôn nóng, đàng hoàng bắt đầu dưỡng bệnh cách nửa tháng sau, cuối cùng là khỏi hẳn. Phùng dụ trân âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mà một cảnh, đang để xuất chinh một chuyện dây dưa tháng 3 có thừa về sau, phùng dụ trân rút cục nới lỏng miệng, cho phép hắn áp vận chuyển lương thảo xuôi nam bổ sung cung cấp. Một cảnh vui mừng quá đổi, đông 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 cho nàng dập đầu mấy cái, giống con con khỉ bình thường nhảy tung tăng đi. Nhìn xem hắn bộ này vui mừng hớn hở không chút nào ổn trọng bộ dáng, tha phải là phùng dụ trân cũng không nhịn được nở nụ cười thời gian vội vàng đảo mắt lại qua hai năm hai năm này trong lúc đó xuôi nam ngăn địch đại lương quân tình thế một mảnh tốt đẹp không kính đem tấn quốc đuổi ra khỏi đại lương quốc cảnh tiên phong phùng tinh dư tại lấy được một trận lấy ít thắng nhiều đại thắng sau thành công đổi thủ làm công dẫn quân đội từng bước hướng tấn quốc tiến sát mà trên triều đình để đến cùng là thấy tốt thì lấy vẫn là nhất cử làm khí đánh hạ tấn quốc quần thần triển khai kịch liệt tranh luận. Phùng Dụ Trân cùng quần thần thương nghị gần nửa tháng, cuối cùng vẫn quyết định tăng binh, toàn lực tiến đánh tấn quốc. Mà đại lương quân đội tiến đánh mục tiêu thứ nhất, chính là tấn quốc cảnh nội cái kia có ngày hạ kho lúa danh xưng Thương Châu. Chỉ cần đánh xuống Thương Châu Thành, viễn chinh đại lương quân tiếp tế liền tạm có thể không lo. Sau 3 tháng, đại lương thành công công chiếm Thương Châu tin tức truyền về, Phùng Dụ Trân đại hỷ. Nhưng mà, theo sát tinh chiến thắng trở về, vẫn là phó tướng một cảnh cùng tiên phong Phùng Tinh Dư trên chiến trường thành hôn tin tức. Phùng Dụ Trân Thượng Quang Viễn Có thể, xem ra còn có thể chờ mong vừa tan làm sư hồi triều hôm đó, này hai còn có thể thuận tiện đem bé con ôm trở về đến. Cái khác triều thần Nữ đế rốt cục giận tím mặt, vỗ ngự án Hoang đường Nàng nộ khí khó tiêu Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? chủ ý của người nào? Đến đưa tin binh sĩ lắp bắp trả lời. Là một tướng quân. Tựa như là hai vị tướng quân đánh cược, phùng tướng quân thua, cho nên cũng chỉ có thể đáp ứng một tướng quân. Phùng Dụ Trân cười lạnh liên tục. Liền biết nhất định là một cảnh cái kia ranh con chủ ý, bất quá cái kia hổ nha đầu thế mà cũng dám đáp ứng, có thể thấy được thật là cánh cứng cáp rồi. Chỉ tiếc núi cao hoàng đế xa, dù là nàng hận đến hàm răng ngứa, cũng chỉ có thể nhận xuống tới. Liên Kiều cũng nghe ngửi hai người kia hoang đường thành hôn chi lễ, bất đắc dĩ vỗ tráng. Cô cô cũng chớ có lo lắng, bệ hạ như vậy yêu thương huyện chủ, các huyện chủ trở về nói vài lời lời hữu ích, bệ hạ liền sẽ không giận. Hầu hạ của nàng tiểu cung nữ thấy thế nhân tiện nói. Theo năm đó trận kia phong hàng về sau, Liên Kiều liền phát hiện thân thể của mình càng ngày càng kém, thỉnh thoảng sẽ bệnh bên trên một trận nhất là năm ngoái còn gặp gỡ trời đông giá rét, chỉnh một cái mùa đông, nàng cơ hồ cũng không có cái gì lúc ra cửa, càng không cần nói hầu hạ chủ tử. Phùng dụ trân càng là trực tiếp liền không cho nàng lại làm kém, còn chuyên môn an bài hai tên cung nữ hầu hạ nàng, chỉ là tại nàng thân thể tốt hơn một chút thời điểm, gọi nàng đến trước mặt trò chuyện. Đương nửa năm sau lại một lần nữa bị bệnh lúc, Liên Kiều đã tương đương tập mãi thành thói quen, dù sao bệnh khỏi bệnh tốt, tốt tốt bệnh bệnh, bất quá là ăn nhiều ăn ít mấy ngày thuốc vấn đề mà thôi nơi nào nghĩ đến, lần này bệnh một mực không thấy chuyển biến tốt đẹp, không chỉ như thế thậm chí còn một ngày sau một ngày nghiêm trọng cuối cùng đúng là triệt để nằm trên giường không dậy nổi phùng dụ trân gấp, thái y đổi một cái lại đổi một cái nhưng vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bệnh tình của nàng một ngày quan trọng hơn một ngày thậm chí liền thuốc đều uống không trôi, rốt cuộc tại lại một lần nữa đem uống vào thuốc toàn bộ nôn sạch sẽ sau liên kiều thở hào hển nhìn về phía gấp đến độ liền thái y đều mắng phùng dụ trân trầm thấp nói liên kiều có chuyện muốn cùng bệ hạ nói còn xin bệ hạ để bọn hắn tất cả lui ra đi thôi phùng dụ trân hít một hơi thật sâu đem mọi người nhấp lui lúc này mới ngồi vào trên mép giường ngươi có lời gì muốn nói bệ hạ liên kiều rất rõ ràng đại khái là không có cách nào lại hầu hạ bệ hạ. Nói cái gì mê sản, bất quá là cái bệnh nhẹ, hảo hảo điều dưỡng một hồi liền sẽ sẽ khá hơn. Phùng dụ trân an ủi. Liên Kiều mỉm cười. Bệ hạ cũng sẽ nói những này nói dối rồi sao? Phùng dụ trân miễn cưỡng dắt dáng tươi cười cứng đờ. Liên Kiều trầm thấp thở dài một tiếng, nói. Liên Kiều sinh ra liền không biết phụ mẫu, không biết quê quán, nếu không phải gặp được bệ hạ, chỉ sợ sớm đã chết quan chết uổng. Liên Kiều cả đời không sở cầu, duy nguyện bệ hạ mọi chuyện hài lòng. Ngươi chính là quan tâm quá nhiều, mới có thể bệnh thành bộ dáng như vậy. Nghỉ ngơi thêm, trẫm ngày mai liền rộng phát hoàng bản, triệu tập thiên hạ danh y vì ngươi chẩn trị. Phùng dụ trân yết hầu một ngành, đánh gãy nàng giống như là giao phó hậu sự bình thường. Liên Kiều yên lặng nhìn nàng một lát, thầm thở dài một tiếng, sau đó mệt mỏi đóng lại đôi mắt tốt. Chỉ là, không đợi hoàng bản gián thiếp ra ngoài, đêm đó, Phùng Dụ Trân còn tại chính minh điện phê duyệt lấy tấu chương, Linh Lung đột nhiên mặt không có chút máu xông vào. Bệ, bệ hạ, Liên Kiều, Liên Kiều cô cô không được. Trong tay nàng ngự bút đăng một chút liền rớt xuống ngự án bên trên. Đãi nàng cấp tốc chạy về Minh Đức Điện, chạy vội xông vào Liên Kiều trong phòng lúc, trên giường Liên Kiều đã đến di lưu trạng thái. Liên Kiều nàng từng bước từng bước hướng đối phương đi đến, trung giọng khẽ gọi. Một mực là nửa khép lấy hai con ngươi liên kiều, phản phất nghe được nàng thanh âm, chậm rãi hướng nàng nhìn sang. Chủ! Tử! Phùng dụ trân liền vội vàng tiến lên, trung rễ nắm chặt của nàng tay. Liên kiều, ngươi ra sao? Chủ tử, liên kiều. Đi trước một bước. Phùng dụ trân dùng sức khẽ cắn cánh môi. Trẫm không đáp ứng, trẫm không đáp ứng, ngươi nghe được rồi sao? Liên Kiều có chút công công khóe miệng. Liên Kiều cả đời này, may mắn nhất, chính là gặp được chủ tử. Phùng Dụ Trân nước mắt rốt cục nhịn không được trượt xuống. Nói mò, ngươi đời này xui xẻo nhất, chính là gặp ta như vậy chủ tử. Trên đời này nào có ta như vậy, nói là tín nhiệm nhất ngươi, nhưng vẫn là đem ngươi lợi dụng đến triệt để. Năm đó Chu Quý Trừng, ta cũng biết, ta đã sớm biết hắn thân phận, cũng biết ngươi đối người kia hận, cho nên lại một lần nữa lợi dụng ngươi, lợi dụng ngươi đối với hắn hận. Liên Kiều thở dài. Liên Kiều biết. Nhưng là, hết thảy đều là chính Liên Kiều nghĩ đi làm, sao có thể nói là chủ tử lợi dụng ta đây? Nàng cố gắng lại công công khóe miệng. Chủ tử, Liên Kiều thật cao hứng ngươi cho ta cơ hội như vậy, nếu có đời sau, Liên Kiều nguyện lại vì chủ tử hiệu lực. Phùng Dụ Trân cười, trong mắt lại là mang theo nước mắt ý, nói cái gì đó. Nếu có đời sau, ta cũng không muốn lại làm ngươi chủ tử. Ta muốn làm tỷ tỷ ngươi, nếu là ngươi dám không nghe lời nói, ta liền muốn hung hăng giáo huấn. Liên Kiều khóe miệng đường cong lại cong mấy phần, trầm thấp nói. Liền cùng giáo huấn hổ nữ đồng dạng A. Đúng, liền cùng giáo huấn cái kia không nghe lời hổ nha đầu bình thường. Như thế cũng tốt. Thật tốt. Liên Kiều phát ra một trận như có như không thở dài, mí mắt càng lúc càng nặng, chỉ vẫn là thì thào vậy đạo, chủ tử, ngươi phải thật tốt, thật tốt bảo trọng chính mình, chính như ngươi đã nói, còn sống, chỉ có còn sống, mới là lớn nhất bên thắng. Còn sống, con ngươi của nàng dần dần tan rã, thanh âm cũng càng ngày càng yếu ớt, cho đến lại không nửa điểm âm thanh. Phùng Dụ Trân chỉ là vô ý thức đem tay của đối phương cầm thật chặt, phản phất muốn đem chính mình nhiệt độ xuyên thấu qua đối phương cái kia càng ngày càng lạnh tay truyền đến trên thân thể của nàng đi thật lâu phụng chỉ chiếu cố liên kiều nữ y lâu không thấy đối phương phản ứng tìm tòi lập tức quỳ rạp xuống đất bệ hạ cô 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 đi trong phòng ngoài phòng ngay sau đó liền vang lên trầm thấp tiếng nức nở phụng dụ chân giống như là không có nghe được bình thường cũng không biết trải qua bao lâu mới đưa một mực cầm cái tay kia nhẹ nhàng để vào trong áo ngủ bằng gấm lại làm giường trên giường đã sẽ không đi cho nàng nửa điểm phản ứng người kia tinh tế dịch dịch gốc chăng lúc này mới quay người từng bước từng bước đi ra ngoài linh lung xoa xoa nước mắt vội vàng đuổi theo đi đỡ lấy nàng như vậy ta liền gọi liên kiều đi từ nay về sau ta cái mạng này chính là ngươi liên kiều nguyện phụng phu nhân làm chủ cam não tô không chối từ phu nhân thù chính là liên kiều thù phu nhân hận cũng là liên kiều hận người kia đã từng nói mà nói càng không ngừng ở bên tai tiếng vọng cước bộ của nàng càng ngày càng nặng ánh mắt càng ngày càng mơ hồ rốt cục lại nhịn không được cắt gao che miệng không để cho mình khóc thành tiếng chỉ là cái kia to như hạt đậu nước mắt như mưa rơi bình thường càng không ngừng rơi xuống liên kiều liên kiều nàng một mực rõ ràng liên kiều đối mục nguyên phủ hận loại này hận ý nguồn gốc từ tại vì nàng cảm thấy bất bình cũng nguồn gốc từ tại đối cha chết thảm không cách nào tiêu tan nàng có thể khi biết phu quân phản bội chính mình sau còn có thể thản nhiên như vậy bình tĩnh như vậy cùng chi tướng chỗ nhiều năm thậm chí còn có thế lẫn nhau nâng đỡ lấy đi qua thành lập đại lương đủ loại gian khổ đây hết thảy tất cả đều là bởi vì có người thay nàng lưng đeo sở hữu không cam lòng cùng hận ý bây giờ một mực vì nàng gánh vác lấy sở hữu không cam lòng cùng hận ý người kia cũng rốt cục trời đi nàng. Chương 76 Chính văn xong Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chính văn xong liên kiều qua đời, vẫn là ở tiền triều hậu cung nhất lên nhất định gần sống. Dù sao làm nữ đế tín nhiệm nhất, đắc lực nhất để nhất nhân, nàng đi theo nữ đế bên người thời gian, so với bất cứ người nào còn muốn lâu. Mà nữ đế đãi nàng, cũng là tín nhiệm có thừa. Thậm chí nhiều khi Liên Kiều nói tới mỗi một câu nói, làm mỗi một sự kiện, đều có thể nói là đại biểu cho nữ đế ý tứ. Nhưng hôm nay, một người như vậy nhưng đã chết. Của nàng chết, cho nữ đế mang tới đã kích, từ ngày kế tiếp triều hội thời gian bị lâm thời đẩy sau liền có thể biết. Liên Kiều Linh Cửu, đặt cách trong cung đặt Linh Cửu 7 ngày, 7 ngày thoáng qua một cái, liền chôn cùng tại phùng dụ trân vì chính mình chọn định trăm năm sau an nghỉ chi địa. Phùng Dụ Trân đứng tại Liên Kiều khi còn sống ở trước cửa phòng, bên trong tất cả chi vật đều không có nửa điểm biến hóa, phản phất sau một khắc, người kia liền sẽ từ trong nhà đi tới, cười hướng nàng hành lễ vấn an. Thật lâu, nàng trầm thấp phân phó. Khóa lại đi. Linh lung xưng dạ, tiếp nhận tiểu cung nữ đưa tới đồng khóa, tự mình đem cửa phòng khóa lại. Nàng rất rõ ràng, từ nay về sau, căn phòng này sẽ không lại vào ở bất kỳ kẻ nào đem chìa khóa cất kỹ về sau nàng vụng trộm quan sát từ đầu đến cuối lẳng lặng mà nhìn xem đây hết thảy phùng dụ chân thần tình trên mặt của đối phương giống nhau bình thường không giận mà uy nhất cử nhất động vẫn là ung dung vừa vặn không có chút nào một đêm kia thất thố nàng nghĩ có thể có được chủ tử như thế thành tâm đối đãi liên kiều cô cô hẳn là cũng không có tiếc nuối liên kiều sau khi chết nửa năm tiền tuyến truyền về đại lương quân đội công hãm tấn quốc kinh thành tốt đẹp tin tức mãn triều văn võ đều là cuồng hỷ Công hãm tấn quốc ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa thiên hạ nhất thống, lại không nam bắc quốc phân chia. Triều thần lại được biết lần này đối tấn quốc chiến tranh, tiên phong phùng tinh dư dành công cái gì vĩ, tuần tự dẫn quân đánh hạ tấn quốc ba tòa dễ thủ khó công thành trì, triệt để phá vỡ tấn quốc nghe nói vững như thành đồng phòng thủ, cũng đánh tan tấn quân tâm lý phòng tuyến, kéo ra đại lương quân đội đánh nhiều thắng nhiều mở màng quả nhiên là bậc cân quắc không thua đấng mày râu a à. quả không hổ là bệ hạ nuôi lớn hài tử có bệ hạ năm đó phong thái phùng tướng quân thật là thật sự là đem vô số nam tử cho so không bằng thật là khiến người ta vạn phần khâm phục a à. phùng tướng quân sư tòng định tuyển hầu định tuyển hầu năm đó văn nhân xuất thân lại có thế trong quân đội lập xuống vô số công lao bây giờ phùng tướng quân nhiều lần lập chiến công thật sự là ứng câu kia danh sư xuất cao đồ a à triều thần nhao nhao tán thưởng lên phùng dụ chân bờ môi mỉm cười trong lòng tự nhiên sinh ra một cổ kiêu ngạo tới cái kia hổ nha đầu rốt cục dựa vào bản lĩnh thật sự hướng thế nhân đã chứng minh chính mình nhìn đây cũng là phùng gia cô nương nửa điểm cũng không thể so với nam tử kém cách một năm có thừa đại quân khải hoàng hồi triều nhận lấy triều chính trên dưới vô cùng nhiệt liệt hoan nghênh nhất là tại dân gian Nam Bắc hoạch sông mà trị trạng thái đã kéo dài nhiều hơn 10 năm, vô số lúc trước bởi vì chiến loạn cùng người nhà tẩu tán, cuối cùng bị ép Nam Bắc tách rời bách tính, theo tấn quốc kinh thành bị công hãm, hai nước hợp hai làm một, chia lì nhiều hơn 10 năm người nhà rốt cục có thể đoàn tụ. Chỉ là, đừng lúc nhẹ nhàng thiếu nhi lan, trở về đã là tóc mai bạc trắng. Cả tòa đại lương kinh thành, giàu dạt tại một mảnh vui mừng hớn hở bên trong, dân chúng lấy chính mình lớn nhất nhiệt tình, nên đón khải hoàng đại quân. Lúc có người dẫn đầu phát hiện xuất hiện tại trên đầu thành vàng sáng thân ảnh lúc, lập tức quỳ xuống đất hô to, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Một tiếng này hô to, như là rơi đập bình tĩnh mặt hồ hòn đá nhỏ, trong khoảnh khắc, đếm không hết bao nhiêu người quỳ theo hô to, cái kia từng tiếng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, vang tận mây xanh. Phùng dụ trên mặt mày mỉm cười, nhìn về phía các thần dân ánh mắt tràn đầy vui vẻ cùng tự hào nàng vô ý thức liền muốn gọi Liên Kiều, tới chia sẻ chính mình vui sướng, chỉ là cái tên đó còn không có lối ra, liền đã nhớ lại người kia đã không có ở đây. Trên mặt nàng dáng tươi cười có râu du đình trệ, bất quá rất nhanh liền che giấu đi qua. Tầm mắt của nàng rơi vào đi tại đại quân phía trước nhất cái kia đạo thân ảnh quen thuộc bên trên, trong trí nhớ tấm kia luôn luôn sáng rỡ dung nhang, giờ khắc này ở toàn thành bách tính tiếng hoang hô bên trong, lại có vẻ dị thường uy nghiêm, rất có vài phần ăn nói có ý tứ bộ dáng. Nàng mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía phùng tinh dư bên cạnh người cái kia đạo đồng dạng một thân nhung trang thân ảnh, nhìn đối phương cái kia xuân phong đắc ý bộ dáng, lại nghĩ tới trận kia trên chiến trường hôn lễ, hai con ngươi nhắm lại, ý cười cũng không biết chưa phát giác liễm hạ mấy phần. Dục ngựa đi tại nhà mình phu nhân bên cạnh người một cảnh, đột nhiên cảm giác lưng dâng lên một luồng khí lạnh không tên, lập tức cảnh giác tìm kiếm sát ý sở tại lại bỗng dưng đối mặt trên cổng thành một đạo lạnh lẽo ánh mắt. Hắn sợ run cả người, dục ngựa hướng Phùng phủ cho bên người càng thêm tới gần mấy phần, hạ giọng nói: "Phu nhân đợi lát nữa nhớ kỹ cứu vi phu một mạng a." Phùng Tinh Dư không hiểu nhìn về phía hắn. "Bệ hạ." Một cảnh cực nhanh nhắc nhở. Phùng Tinh Dư sắc mặt cứng đờ, nghĩ đến chính mình trận kia hôn lễ, lập tức cách hắn xa mấy phần. Vợ chồng vốn là chim cùng rừng đại nạn lâm đầu riêng phần mình phi. Một tướng quân, riêng phần mình bảo trọng đi. Một cảnh. Ngươi đừng đem vô tình như vậy lời nói đến mức như thế lẽ thẳng khí tráng A, à, tốt xấu vợ chồng một trận. Phùng tinh dư đâu còn để ý tới hắn, đắc thắng trở về vui sướng đều bị hắn một câu bệ hạ, dọa cho đến tan thành mây khói. Một hồi vừa tối ám hối hận, ngày đó cũng không biết phạm vào cái gì hồ đồ, thế mà như vậy tùy tiện liền đáp ứng như thế hoang đường điều kiện, bây giờ tốt, vì nhất định sẽ tức giận phi thường, cửa này cũng không phải tốt như vậy qua. Nàng một đường lo lắng bất an, đi theo hứa dược bình rảo bước tiến lên chính minh điện lúc, vụng trộn nhìn sang thượng thủ tấm kia không giận tự uy khuôn mặt quen thuộc, kém chút nhịn không được muốn chạy chi đại cát. Nhưng cuối cùng, vẫn là chỉ có thể kiên trì tiến lên thăm viếng. Một cảnh cũng thế. Một đôi khó phu khó vợ đều là nơm nớp lo sợ, vô luận nữ đế nói cái gì đều một mực cung kính ứng với, đối triều thần lấy lòng cũng biểu hiện được tương đương khiêm tốn. Gặp hai người này thân phận cao quý, lại liên tiếp lập xuống thiên đại công lao, thái độ cư nhiên như thế khiêm tốn, triều thần đều là âm thầm gật đầu. Phùng Dụ Trân như thế nào nhìn không ra hai vợ chồng này tiểu tâm tư, vừa buồn cười vừa tức giận, bất quá trên mặt lại nửa phần cũng không hiện. Đại đám người tán đi, Phùng Tinh dư lề mà lề mề liền là không dám đi ra cửa điện, bởi vì biết cửa điện bên ngoài khẳng định có người tại chờ lấy chính mình một cảnh cũng là như thế mặc dù tại triều thần mời lúc hắn rất muốn gật đầu thừa cơ rời đi nhưng nhìn nhìn bên người phùng tinh dư đến cùng vẫn là uyển cự mặc dù phu nhân đối với hắn vô tình bất quá thân là phu quân lại không thể không nghĩa cũng nên bồi tiếp phu nhân cùng nhau đối mặt đại nạn mới là mặc kệ phùng tinh dư làm sao lề mề cuối cùng vẫn bước ra cửa điện quả bất kỳ tên, cửa điện bên ngoài, linh lung ngay tại chờ lấy nàng. Huyện chủ, bệ hạ cho mời. Linh lung tiến lên hành lễ, lại cười nói. Phùng tinh dư ngượng ngùng cười mấy lần, nho nhỏ giọng hỏi. Dì có tâm tư như thế nào? Linh lung dáng tươi cười không thay đổi. Triều đình đại quân khải hoàng hồi triều, thiên hạ nhất thống, bệ hạ tự nhiên trong lòng cao hứng. Gặp nàng trả lời giọt nước không lọt, phùng tinh dư liền biết muốn từ linh lung trong miệng tìm hiểu là không có khả năng bất quá ngẫm lại đến cùng vẫn là không cam tâm lại hỏi liên kiều cô cô đâu nếu là vạn nhất có cái gì cốt xấu còn có liên kiều cô cô có thể cứu mạng a linh lung nụ cười trên mặt lập tức liền liễm xuống dưới thần sắc cũng trở nên ảm đạm liên kiều cô cô hai năm trước cũng đã đã qua đời cái gì phùng tinh dư quá sợ hãi chính là một mực đi theo nàng bên cạnh người không nói gì một cảnh cũng lấy làm kinh hãi huyện chủ xuôi nam một năm kia bắt đầu liên kiều cô cô thân thể liền một mực lúc tốt lúc xấu hai năm trước lại một lần bị bệnh lại không có thế vượt đi qua liên kiều cô cô phùng tinh dư trong lòng không nói ra được khổ sở làm sao cũng không nghĩ tới xuất chinh trước cùng liên kiều gặp cái kia một mặt sẽ là đời này một lần cuối huyện chủ đợi lát nữa gặp bệ hạ vẫn là không cần nhắc lại cô cô sự tình. Linh Lung không yên tâm căn dặn. Phùng Tinh Dư nhẹ gật đầu. Ta biết. Lại nói tại Minh Đức Điện kiên nhẫn chờ đợi Phùng Dụ Trân, khi nhìn đến Phùng Tinh Dư cùng một cảnh song song xuất hiện thân ảnh lúc, thản nhiên nói. Trẫm nhớ không lầm, nhưng không có truyền triệu đoan vương. Một cảnh ổn định tâm thần, định lấy nàng không vui ánh mắt, kiên trì trả lời. Vợ chồng một thể, có chuyện gì tự nhiên muốn cộng đồng đối mặt mới là. Phùng Vũ Trân cười lạnh. Lời nói này đến, trái ngược với trẫm là cái gì ăn người lão hổ giống như. Phùng Tinh Dư thấy tình thế không tốt, lập tức trước hết khuôn mặt tươi cười tiến lên. Vì là trên đời này cực kỳ người tốt, không còn so ngài tốt hơn, hắn không biết nói chuyện, đừng để ý đến hắn. Hắn là ai? Phùng Vũ Trân mặt lạnh lấy hỏi. Một cảnh A một cảnh là ai phu quân ta phùng tinh dư vô ý thức trả lời sau đó thành công gặp gì sắc mặt trầm xuống nàng sờ sờ chóp mũi dứt khoát nhận lên sai ta sai rồi ta cũng sai vợ hát phu theo một cảnh cũng nói theo sai cái nào rồi phùng dụ trân không nhanh không chậm hỏi không nên chưa bẩm báo trưởng bối liền kinh xuất quyết định thành hôn phùng tinh dư đàng hoàng trả lời một cảnh cũng nhẹ gật đầu, bất quá lại bổ sung một câu. Thành hôn là thần trải qua nghĩ sâu tính kỹ mới làm ra quyết định, cưới tinh dư vi thê cũng là thần trong lòng mong muốn, tuyệt không phải trò đùa, cũng không khinh suất tiến hành. Như thế nói đến, trẫm vẫn còn muốn khen ngươi một câu tình thâm nghĩa trọng không thành. Thần không dám. Một cảnh cúi đầu, không dám trâu hùng. Phùng dụ trân trừng mắt liếc hắn một cái, đem ánh mắt nhìn về phía phùng tinh dư, gặp nàng một mặt lo lắng bất an, ánh mắt còn mang theo lấy lòng cầu xin tha thứ, cùng mấy phần ấy nấy. Nàng thầm thở dài. Ván đã đóng thuyền, huống hồ gã người này nàng cũng là ngầm cho phép, cho nên nàng kỳ thật không phải mười phần tức giận, chỉ là khí bọn hắn qua loa như vậy cử hành hôn lễ. Nàng nuôi dưỡng ở bên người nhiều năm như vậy hài tử, có thể nào liền cái nghiêm chỉnh hôn lễ đều không có, liền như vậy sớm lập gia đình đâu. Người này, ngươi thật là thực tình muốn gả hắn. Không cân nhắc khác bất luận cái gì nguyên nhân. Nàng hỏi. Phùng tinh dư minh bạch trong lời nói của nàng bao gồm ý tứ, là lo lắng cho mình vì thượng quan viễn năm đó cái kia lời nói, mới quyết định gả cho một cảnh. Nàng dùng sức nhẹ gật đầu, ngữ khí khẩn thiết. Là. Gả hắn là xuất phát từ thực tình, không chứa cái khác bất luận cái gì nguyên do. Một mực khẩn trương nhìn chầm chầm nhà mình phu nhân một cảnh, đang nghe nàng lời này sau ánh mắt sáng lên, sau đó tuét miệng cười đến vô cùng vui vẻ. Liền biết là dạng này, hắn lấy thực tình đối đãi, đổi lại tự nhiên cũng sẽ là thực tình. Phùng Dụ Trân lại là thật sâu nhìn qua nàng, một mực nhìn nhập đáy mắt của nàng chỗ sâu, tự hồ muốn xem xuyên của nàng chân chính ý nghĩ. Thật lâu, nàng mới chậm rãi nhẹ gật đầu. Phùng Tinh Dư thấy thế liền biết này quan là quá khứ, trong lòng vạn phần cao hứng, lôi kéo của nàng tay khoác lên bụng của mình chỗ cười nói may mắn gì đồng ý nếu không đứa nhỏ này ra đời về sau cùng ta muốn cha ta có thể lên cái nào tìm đi a à? phùng dụ trân sắc mặt thay đổi một cảnh sắc mặt cũng thay đổi ngươi có thai ngươi có thai hai người trăm miệng một lời hỏi đúng vậy a à, đúng vậy a à, đều nhanh hai tháng phùng Tinh dư mừng thấp khởi trả lời lại bổ sung một câu ta nhường tiểu ninh đại phu đều giấu giếm, liền là muốn cho các ngươi một kinh hỷ. Mang bầu ngươi còn dám cưỡi ngựa đi đường. Một cảnh vừa sợ vừa giận, thanh âm đều đề cao mấy cái dai. Chỉ cần vừa nghĩ tới. Hắn quả thực không còn dám suy nghĩ. Phùng dụ trân hung hăng trừng nàng một chút, cũng không có thời gian lại răng dạy nàng, lập tức phân phó cung nhân đi mời Thái Y. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, đứa nhỏ này có thế ổn định đây phùng tinh dư không hề lo lắng đạo ngươi cho trẫm ngậm miệng phùng dụ trân trách mắng phùng tinh dư không còn dám lên tiếng cũng may thái y đến cẩn thận xem bệnh sau đó chỉ nói hết thảy mạnh khỏe mọi người mới nhẹ nhàng thở ra liền nói không có chuyện gì mà phùng tinh dư nho nhỏ giọng nói thầm phùng dụ trân một mặt không nói nhìn qua nàng liền răng dậy đều chẳng muốn dạy dỗ dù sau này xui xẻo hài tử đều đã lập gia đình, cũng không tới phiên chính mình quan tâm. Hồi các ngươi đoan vương phủ, chớ có ở đây ngại trẫm mắt, nhìn thấy các ngươi liền tức giận. Nàng vung tay lên, trực tiếp liền đuổi người. Phùng tinh dư ủy khuất ba ba. Vì sao mang thai đại ngộ đều không có đề cao? Một cảnh đầu tiên là sững sờ, lập tức đại hỷ. Thần tuân chỉ, thần cáo lui. Sau đó, cũng không đợi Phùng Tinh Dư lại nói, nửa hống nửa lừa gạt quả thực là đem nàng mang theo xuất cung nhìn xem kia đối tiểu phu thê thân ảnh dần dần đi xa một cảnh tốt tính hống người thanh âm thậm chí còn mơ hồ truyền tới phùng dụ trân đột nhiên cười khẽ một tiếng thật tốt a à, hổ nha đầu tìm được của nàng lương nhân cứ việc hai người kia cũng sớm đã thành hôn thậm chí liền hài tử đều mang có thế phùng dụ trân vẫn là hạ chỉ vì bọn họ một lần nữa bổ sung thịnh đại hôn lễ hôn lễ cần thiết hết thảy nàng một sáng liền đã sai người chuẩn bị xong, chỉ đợi hai người kia trở về liền có thể tổ chức. Vừa lúc hai tháng sau liền có một cái ngày hoàng đạo, Phùng Dụ Trân liền lựa chọn hôm đó vì hai người kia bổ sung hôn lễ. Chỉ là hôn lễ cử hành ngày đó, Phùng Tinh Dư Bụng đã lớn đến căn bản không che giấu được trình độ. Tham gia tiệc cưới mãn triều văn thần, hoàng thất quý tộc nhìn xem đoan vương phi cái kia hở ra phần bụng, nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Chỉ là sau một khắc, lại là một trận đại hỷ. Đoan vương có hậu. Hoàng thất rốt cục có hậu. Kỳ thật, An vương một tuân, phế đế một viên cũng sớm đã có dòng giỏi. Chỉ là An Vương cái kia một đôi nhi nữ đều là thị thiếp xuất ra, mà An Vương lại là thân phận như vậy, hắn hài tự chú định cùng vị trí kia vô duyên. Về phần phế đế dòng giỏi, không đề cập tới cũng được. Duệ Vương Mục Tông có lẽ là sớm mấy năm thân thể không tốt bố trí, thành hôn nhiều năm, duệ vương phi một mực không thấy có tin mừng cũng làm cho triều thần thất vọng bây giờ đoan vương có hậu có thế cuối cùng để bọn hắn nhẹ nhàng thở ra nhất là hoàng thất dòng họ nhóm chỉ hận không được đem đoan vương vợ chồng cúng bái thái thường khanh từ bá chiếu tâm tình nhất là kích động đoan vương có hậu mang ý nghĩa còn chính tại một cơ hồ xem như ván đã đóng thuyền đợi đến năm tháng sau đoan vương phủ truyền ra tin vui đoan vương phi bình an sinh hạ tiểu thế tử hắn càng là kích động đến hận không thể liền lập tức dân tấu chương thỉnh cầu sắc lập đoan vương vì trữ quân. Nơi nào nghĩ đến, tiểu thế tử trăm ngày bữa tiệc, đoan vương ôm trắng trắng mập mập tiểu thế tử, cao hứng hướng các tân khách tuyên bố chính mình cho tiểu thế tử lấy danh tự, Phùng Thụy. Hắn kém chút dưới chân trượt đi. Phùng Thụy. Phùng. Các tân khách cũng là sắc mặt khác nhau, chỉ cần bọn hắn rất rõ ràng, cái này, Phùng, tự ý vị lấy cái gì. Vương gia nghĩ lại a, à. từ Bá Chiếu dẫn đầu khuyên nhủ. Một cảnh lại nơi nào sẽ để ý tới bọn hắn, chỉ là cười ha ha một tiếng, dơ lên cao cao béo trắng Nhi Tử. Đây là bản Vương Thế Tử, họ Phùng tên Thụy. Trong cung Phùng Dụ Trân cũng biết được Đoan Vương cho Tiểu Thế Tử lấy danh tự, thật lâu không nói gì. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng cười khẽ một tiếng. Phùng Thụy. Phùng Thụy quả nhiên là cái tên rất hay mặc kệ hoàng thất dòng họ cùng triều thần như thế nào đau khổ khuyên bảo đều không thể cải biến một cảnh chủ ý tiểu thế tử phùng thụy danh tự chính thức lên hoàng thất giấy ngọc một lòng nghĩ đại lương tương lai có thể còn chính tại một từ bá chiếu sắc mặt cực kỳ khó coi bất quá lại nghĩ lại không sao không sao đoan vương không được còn có duệ vương đâu lại duệ vương phi cũng truyền tin vui bệ hạ lớn tuổi kiểu gì cũng sẽ đi đến duệ vương đằng trước. Nữ đế đến biết thiên mệnh chi niên lúc, hắn còn như thế tin chắc, nữ đế 50 có năm lúc, mặc dù hắn đã không lâu nhân thế, nhưng vẫn là cho nhi tử lưu lại tha thiết dặn dò. Đợi cho mục thị quy vị lúc, cúng tổ tiên không quên cáo chính là ông. Từ gia Đại lang rưng rưng đáp ứng. Nữ đế năm đến tai thuận lúc, đoan vương phi kim đại tướng quân phùng tinh dư diệt nhung địch, quy chấn tứ phương. Đến tận đây, đại lương bản đồ mở rộng đến cực chí tứ hải thần phục quốc lực đạt tới cường thịnh kỳ hạn nữ đế 60 có năm lúc từ gia đại lang rốt cục không có ngăn cản được liệt tổ liệt tông vẫy gọi bất đắc dĩ bước lên đường hoàng tuyền cốt trên hắn đường trước còn nhớ rõ cha ruột trước khi lâm chung dặn dò dãy dụa lấy cho qua đời đã 10 năm từ bá chiếu dân hương cha mục thị chưa tới quy vị lúc nhi tử đã lừa tổ tông gọi nghĩ nghĩ đến cùng không cam tâm lại phân phó nhi tử. Đợi cho mục thị quy vị lúc, cúng tổ tiên không quên cáo chính là ông. Từ gia trưởng tử rưng rưng đáp ứng. Nữ đế tuổi thất tuần lúc, kế an vương mục tuân, phế đế mục viên sau, duệ vương mục tông chết bệnh, quanh năm năm mươi có hai. Lại năm năm về sau, nữ đế sắc lập đoan vương thế tử phùng thụy vì hoàng thái tôn. Từ gia trưởng tử nghĩ nghĩ, vẫn là cho tiên phụ, tiên tổ dân hương. Cha, tổ phụ, An Vương, Phế Đế, Duệ Vương đều tuần tự hoang, bệ hạ rốt cục sắc lập trữ quân, bất quá trữ quân họ Phùng. Phùng Dụ Trân 80 tuổi thời điểm, thân thể mặc dù nhìn coi như cứng rắn, nhưng nàng lại ẩn ẩn có cảm giác, chính mình đại nạn sắp tới. Nàng phân phó cung nhân hầu hạ tắm rửa thay quần áo, sau đó lẳng lặng nằm ở trên giường, hồi ức cuộc đời của mình. Nàng yêu, hận, yêu nàng, hận nàng, cơ hồ đều đã không có ở đây nàng chờ đợi thiên hạ nhất thống thực hiện, nàng chờ đợi quốc thái dân an thực hiện. dù cho nàng chết đi, do nàng tự tay dậy nên người thừa kế cũng sẽ đem đây hết thảy kéo dài tiếp. mơ mơ màng màng ở giữa, nàng tự hồ nhìn thấy từng cái khắc vào ký ức chỗ sâu thân ảnh chậm rãi tới. cha, nương, liên kiều, còn có một nguyên phủ. mỗi một thân ảnh, mỗi một khuôn mặt, đều tại sông nàng ôm hòa cười. trân trân chủ tử. Sáng sớm hôm sau, trong cung gõ lên chung tang. Đại lương nữ đế Phùng Dụ Trân, Băng Hà, quanh năm 80 tuổi, sử xưng thánh nguyên nữ đế. Hoàng thái tôn Phùng Thụy, tuân theo nữ đế di chỉ, tại linh tiền tức hoàng đế vị. Phùng Dụ Trân khi mở mắt ra, phát hiện chính mình thân ở một cái giống như quen thuộc, lại như địa phương xa lạ. Đương trong kính tấm kia tuổi trẻ mặt xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong lúc, con người của nàng hơi co lại, quả thực không thể tin được chính mình nhìn thấy. Cái kia rõ ràng là nàng lúc tuổi còn trẻ mặt. Nàng rung hai tay, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đơn sơ bàn cái bàn ghế dựa, trong viện truyền đến gáy âm thanh, còn có một trận bùng đất mùi thơm ngát, đều là như thế lạ lẫm, lại là như thế quen thuộc. Thậm chí, nàng còn tại trong phòng thấy được vẫn dán đỏ chóc chữ hỉ hồng gỗ. Đẩy ra cái nắp, bên trong thình lình đặt vào chính là nàng năm đó đồ cưới. Nàng hô hấp cứng lại, tiếp theo bắt đầu dồn dập lên. Đệ muội nhìn, ta mang cho ngươi cái gì tới? Đột nhiên, một tên kéo giỏ trúc nữ tử đẩy cửa vào, lại cười nói. Phùng dụ trân ngây ngẩn cả người, đều bởi vì nàng nhận ra, người vừa tới không phải là người khác, chính là lúc tuổi còn trẻ vĩnh hòa đại trưởng công chúa. Bất quá nàng lúc này còn không phải đại trưởng công chúa, chỉ là cao nhị nương tử. Ngươi thế nào? Sắc mặt như vậy khó coi. Có phải hay không lo lắng Nguyên vừa? Ôi, quả thật tân hôn vợ chồng, nhất thời nửa khắc đều cách không được. Yên tâm đi. Nếu là thuận lợi, Nguyên vừa tiếp qua hai tháng liền trở về. Phùng dụ Trân không nói gì. Còn mang hỷ khí nhà, đồ cưới trương, tuổi trẻ chính mình, tuổi trẻ Vĩnh Hòa đại trưởng công chúa, tân hôn vợ chồng tiếp qua hai tháng liền trở về nàng bỗng nhiên quay người hướng phía đại môn chạy như bay ai ngươi đi đâu vậy a à? sau lưng truyền đến tiếng hỏi về nhà nàng giòn thanh trả lời nụ cười trên mặt càng ngày càng tươi đẹp có thế trong mắt lại mang theo mơ hồ nước mắt túc hạ bước chân cũng càng lúc càng nhanh cha về nhà cao nhị nương tử hồ nghi người này có phải hay không hồ đồ rồi này không phải liền là của nàng nhà A. À. Cùng lúc đó, rời xa Vĩnh An huyện nơi nào đó. Mục Nguyên phủ mặt là đầu tiên là không dám tin, tiếp theo chính là cuồng hỉ. Hắn trở về. Hắn lại trở về. Mục đại ca, việc đã đến nước này, ngoại trừ cử binh tạo phản, chúng ta đã không có khác đường lui. Đúng. Mục đại ca, yến tặc thực tế rất đáng hận, hoành cũng là chết, thụ cũng là chết, không bằng dứt khoát phản mẹ hắn. Một nguyên phủ nắm chặt nắm đấm. Hắn nhớ tới tới, đây là hắn quyết định cử binh tạo phản ngày đó. Hắn thế mà về tới một ngày này. Là, ngoại trừ cử binh, lại không đường khác. Hắn trầm thấp nói. Đã một đại ca cũng là ý tứ này, chúng ta hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, thừa dịp yến tặc còn không có phòng bị, thừa dịp lúc ban đêm dết vào thành đi, trước chiếm lĩnh nha môn, lấy được binh khí cùng một đám vật cần lại nói. Đúng, trước chiếm nha môn đoạt binh khí. Một nguyên phủ lại phản phất không có nghe được bọn hắn, đảo mắt một tuần, cho thống khoái bước hướng phía cách đó không xa một con ngựa đi đến, tháo dây cương, trở mình lên ngựa. Một đại ca, ngươi đây là muốn đi chỗ nào a? À? Hắn kẹp lấy ngựa bụng, tuấn mã hí dài một tiếng, vung vó mà đi, về nhà. Về nhà. Đám người ngây ngẩn cả người, có tính nôn nóng vội vã đuổi theo hô to một đại ca trở về thời cơ chớp mắt là qua bây giờ không phải khi về nhà một nguyên phủ nghe được bất quá lại bỏ mặt càng thêm thôi động tuấn mã phi nhanh hắn biết bây giờ không phải khi về nhà thế nhưng là hắn đã bỏ qua hai đời không nghĩ lại đến lần này lại bỏ lỡ hắn chỉ muốn đi một đầu cùng hai lần trước hoàn toàn khác biệt đường về nhà tác giả có lời muốn nói đến tận đây toàn văn hoàn tất, không có phi ngoại. Nguyên bản rất nói nhiều muốn nói, thật đến hoàn tất giờ khắc này, lại không biết nên nói cái gì, vẫn là theo lệ tiến cử lên mới văn dự thu đi.